Rồi đề số 9, mình làm tới con số mấy rồi? Read the room rồi đúng không? Rồi câu 12 là một cái động từ leverage. Nhắc lại thầy đề số 9. Câu số 12 thầy có câu C, hôm qua mình chọn leverage, nó mang nghĩa là gì nè các bạn? Làm đòn bẩy, làm đòn bẩy kiểu như là mình tận dụng được một việc gì đó. Rồi tiếp tục thầy, câu số 13. Câu này nhiều đáp án liên quan hóa đề đây các bạn. Rồi discuss là gì rồi các bạn? Thảo luận. Thì các bạn coi discuss the matter là gì? Câu này nó có thể là gì nữa các bạn? Đây là có thể là một câu về gì? Phần từ hoàn thành. Thì phần từ hoàn thành các bạn có thể dịch là gì các bạn? À, sau khi thảo luận cái matter, sau khi thảo luận cái vấn đề thì họ đã đi đến cái quyết định. Được chưa? Thì chọn phần từ hoàn thành ổn không? Và các bạn nhớ phần từ hoàn thành các bạn lưu ý một vấn đề bị động nữa, thì cái này cái bị động không các bạn? Sau khi chủ động discuss, thảo luận vấn đề đúng không? Thì chọn thầy có gì thôi. Câu A là xong, discuss the matter. Nhớ thầy matter, danh từ này nó sẽ mang nghĩa là cái vấn đề. Còn matter, động từ nó lại mang nghĩa là gì các bạn? Quan trọng, đúng không? Đó. Nhưng mà thầy có cụm what's the matter with you nó lại là gì các bạn? What's the matter with you? Có vấn đề gì với bạn vậy? Thì kiểu như là hiểu ra là gì các bạn? Bạn có chuyện gì vậy? Ok. Rồi mà nhớ thầy reached a decision là gì các bạn? À, đi đến kết luận, bởi vì mình có học, đã từng học reach and đi đến rồi, đúng không? Rồi đây là phần từ hoàn thành thôi. Tiếp tục câu số 14, câu này có câu về mạo từ. Don't stay in that hotel. Viết sao chính tại cái hotel rồi. Là giữ vào, đừng có ở trong cái khách sạn đó. Các bạn nhớ khách sạn nhé, vào thứ hai những bạn hotel. Đề thi đại học một năm đã từng ra chữ hotel trọng âm rồi. Được chưa? Và là thầy có một từ resort, mình phải đọc về giữ bạn. Cái resort, khu nghỉ dưỡng phải đọc là gì? Resort, giùm thầy. Cũng là nhắn về thứ hai và chữ sờ đâu là giờ resort. Được chưa? Đừng có ở khách sạn đó bởi vì nó rất là ồn và những căn phòng thì rất là nhỏ. Vậy các bạn chọn mẹ đều cái mạo từ gì đây? Và những căn phòng nó rất là nhỏ. Dễ mà. Chắc chắn là không thể ơ được, các bạn có số nhiều rồi. Không thể ơ anh được rồi. Vậy giờ là rỗng hay là thớ? Ờ thớ hay tại sao phải dùng thớ? Đại xác định được phòng nào chứ? Được chưa các bạn xác định chứ? Phòng nào? Ở trong cái khách sạn đơn giản mà thôi. Còn khi nào mình sẽ không dùng mạo từ từ các bạn? Khi mà mình nói một cách chung chung, biến thành số nhiều. Nếu mà đếm được đúng không? Chờ lại câu C thơ. Và những cái phòng nó rất là nhỏ. Và ngày hôm qua mình cũng có học cụm thành định chính là read the room. Đọc phòng là gì các bạn? Đọc vị. Đọc vị là như thế nào? Mình phải biết phán đoán, nắm bắt được cái tình huống, cái cảm xúc của cái thời điểm đó để mình đưa ra cái cách giải quyết. Để cho read the room. Rồi câu số 15, một câu về collocation, động từ dễ. Họ đã gì các bạn? They have found, họ đã tìm thấy cô gái người mà đã missing là gì? Thì các bạn coi missing đi, theo động từ gì đây? Cô bé này đã gì đó, missing là gì? Nhớ, missing mẹ nhớ đâu đúng không? À, bị bỏ rơi hả? Cô gái này bị bỏ rơi được 2 tuần hả? À, đã bị lạc, đúng không bạn? Đã lạc hoặc là đã bị mất tích. Ở trên đi theo, missing đi theo động từ gì đúng không bạn? Rồi, go missing. Mà cái này là quá khứ hoàn thành, theo ta dùng gone missing. Ok, chọn thầy chính là câu B là xong. Nhớ thầy, go missing là gì đúng không? À, đi lạc, chứ hoặc là mất tích các bạn ha. Vậy là mất tích đi, go missing, mất tích. Chữ miss ngoài mang nghĩa là nhớ, nó còn mang nghĩa là gì các bạn? Bỏ lỡ hoặc là thiếu, đúng không? Rồi, tiếp tục là câu 16. Chữ miss là cái từ đơn giản này, ví dụ miss the bus là gì các bạn? Bỏ lỡ chuyến đò, chuyến xe, được chứ? Rồi, một câu giao tiếp. Jenny và giáo viên của cô ấy đang gặp nhau tại một cái bus stop, đang gặp nhau tại. Các bạn nhớ gặp nhau tại một địa điểm nào đó thì dùng giới từ at trên này. Tại cái bus stop, trạm dừng xe buýt. Jenny, chào cô ấy. How is everything going on? Câu này dùng để làm gì các bạn hiểu ra là gì? Hỏi về gì các bạn? Hỏi về gì? Sức khỏe không? Về tình hình thôi. Mọi thứ dạo này như thế nào rồi? Rồi cô ấy nói có gì đây? Oh, that's terrific. That's terrible. Đó, điều đó thật là tồi tệ. Chọn không? Không. Cái này điều đó không biết điều gì đâu cô B. I doubt it.
tôi. Nghi ngờ là kiểu như là mình không là như bạn, dùng để phản đối một cái gì đó. I doubt it. Để cho em và các bạn nhớ chữ bờ này để là bờ cao các bạn ha. Và lưu ý giống thầy, nếu các bạn thấy từ nào mà có bờ tờ đứng cuối thì nhiều khả năng bờ đó chính là bờ cao. Được chưa? Đó. Nhớ thầy nhớ bờ bờ tờ nè. Rồi bây giờ thầy còn từ tiếp theo đó chính là thầy có từ chat. Thầy có một từ bờ cam nữa chứ thầy có chính là từ debt. Ai biết nghĩa chữ debt là gì không? Tiền nợ, được chưa? Rồi nhớ thầy bờ tờ hoặc là mờ bờ thì bờ này thường sẽ là bờ cam. Ví dụ như là thầy có cái bond, được chưa? Cái luật là những bằng hòm, được chưa? Thì đây là bờ cam. Nếu các bạn thấy mờ bờ, bờ tờ thì thường bờ đó là bờ cam, được chưa? Rồi tiếp tục quay trở lại bài. Thì thầy có I doubt it thì chữ doubt, bờ tờ đó cũng là bờ cam, được chưa? Thầy nhắc lại I doubt it dùng để làm gì các bạn? Tôi nghi ngờ là kiểu như dùng để làm gì các bạn? I doubt it cụm này dùng để làm gì? Phản đối hoặc là không đồng tình với việc gì đó. Rồi câu C, can't complain, không có thể phàn nàn, cảm ơn. Còn D, the same to you, bạn cũng vậy nha, được chưa? Thì mình chọn cái gì? Câu C, can't complain, kiểu như không thể phàn nàn, kiểu như mọi thứ rất là ổn á, không còn thứ gì để phàn nàn, cảm ơn nhé. Thì đây là một cách để mình trả lời một câu thay vì nó là thank you, thanks, I'm fine, thanks. Để cho nó đơn giản quá thì thầy sẽ mở rộng bài cùng can't complain, thanks. The same to you, nó mang nghĩa là gì các bạn? Bạn cũng vậy nhé, đơn giản thôi, giống như you too, ok. Rồi và các bạn nhớ này đó chính là gì đây? Complain, nó là động từ mang nghĩa là gì các bạn? Phàn nàn. Vậy là cái lời phàn nàn là gì các bạn? Complaint. Nhớ vào thứ hai đúng không ạ? Rồi, thì complain nó sẽ đi theo động từ gì? Những cái động từ phổ biến á. Make a complaint. Được chưa? Rồi, nhưng mà trong tiếng Anh nó có một cụm nữa, đó chính là một động từ, đó chính là lodge a complaint. Lodge a complaint, đó chính là mình đệ trình. Được chưa? Lodge là kiểu đệ trình hoặc mình đưa ra. Mình đưa, mình trao hoặc là mình gửi cũng được các bạn. Ví dụ mình có thể gọi là gửi tiền ở ngân hàng, mình có thể dùng cái động từ lodge. Thầy nhớ thầy từng dạy các bạn cái từ này trong một cái bài, nhưng mà nó là danh từ. Trong cái bài kiểu như là có hai đứa ở hai đứa người Anh, hai đứa này là cặp đôi với nhau và tụi nó kiểu như là những bạn nhớ không? Bữa mình có nó xây một cái resort. Nhưng mà bữa hôm đó mình không dạy không, mình sẽ gặp thêm một từ đó chính là từ lodge. Lodge như là một cái túp lều nhỏ, giống như một khu resort nhỏ thôi các bạn. Được chứ? Thì lodge là nơi để mình ở. Được chứ các bạn? Nhưng mà động từ nó sẽ mang nghĩa là những bạn nhắc lại thầy coi, lodge. Đưa hoặc là trao hoặc là mình đệ trình này hoặc là kiểu như là mình gửi, cụ thể là gửi tiền trong hàng thì để có thể ra động từ lodge nha các bạn. Rồi đó chính là cái động từ complain. Rồi tiếp tục này, đó chính là câu số 17. Candy và Vi đang thảo luận về IELTS. Được chưa? Rồi các bạn nhớ discuss, câu này nó bị sai, các bạn bỏ giúp thầy chữ about nhớ các bạn, bởi vì discuss là discuss cái gì đó luôn. Thảo luận về vấn đó chính là kỳ thi IELTS. Rồi Candy nói điểm IELTS thì nó không nên sử dụng để các bạn admit student to high school. Điểm IELTS không nên được sử dụng để làm gì? Để đánh giá gì các bạn? Dùng để admit, ai cũng biết mang nghĩa là thừa nhận, nhận đúng không các bạn? Dùng để nhận học sinh cấp 3 là như thế nào? Dùng để tuyển sinh học sinh vào cấp 3. Được chứ? Đó. Rồi thì đây là một ý kiến của bạn Candy, và bạn Vi có đồng ý không? Thì các bạn coi phía sau. There are some other factors indeed. Nó còn có một số những cái yếu tố khác nữa. Được chưa? Vậy coi này bạn coi là Vi có đồng ý không? Lời điểm ba em nó không phải là thứ để quyết định là bạn này có vào học sinh và trở thành học sinh cấp 3 của một trường này hay không. Thì các bạn coi Vi có đồng ý không các bạn? Có những vấn đề khác nữa. Đồng ý. Được chưa các bạn? Bởi vì còn những vấn đề khác nữa. Được chưa? Ngoài cái việc là gì các bạn? Có điểm số cao môn tiếng Anh, còn những cái thứ khác thì như thế nào? Đúng không? Đó, cho nên câu này mình sẽ chọn chính là câu đồng ý thì chọn câu này dư thôi các bạn. Ở chính là câu B thôi là sao? Ha.
Rồi tiếp tục thôi. Câu B, I can agree with you more. Rồi câu D thì chị bạn, I can go along with that. Cái này để làm gì đấy? Đây nữa, I can go along with that. Bữa nay nó có bằng rồi mà. Go along là gì mấy đứa? Along nó mang nghĩa là gì? Bữa mình dạy thầy dạy các bạn rồi. Rồi hỏi chữ along này gì cũng biết nghĩa luôn. Dọc. Được chứ? Go along đi dọc, như trong hộp này không gì là đi dọc các bạn. I can go along with that là tôi không là gì đây? Tôi không thể đi dọc với nó là như nó. Dự đoán thầy coi. Tôi không có đồng ý với cái việc đó. Đây cũng là cách để mình phản đối. Cái này hồi bữa cũng đã dạy rồi. Nhưng mà I can agree with you more là gì các bạn? Tôi không thể đồng ý với bạn hơn nữa mà. Được chứ? Câu B với câu D như thế nào chứ? Nó ngược nhau mà. Câu C là gì? You can say that again. Đâu, đồng ý nó phải là gì các bạn? You can, bạn có thể chứ, chứ sao mà bạn không thể? Đúng không? Là bị lộn nữa rồi. Được chứ? Thầy nhắc lại một số cách để đồng ý nè. Đó chính là câu B. Câu C khi nào mà nó mới đúng các bạn? Khi mà biến nó thành khẳng định như thầy, you can say it again, nó mới là đồng ý. Ok ha các bạn. Cho nên câu này sẽ nhận câu B. Còn câu D và câu C, câu B và câu D thì nó lại là không đồng ý. I can go along with that. Rồi đồng nghĩa nó nghĩa nè. Ồ, ngày hôm qua đã học cụm on the horizon rồi đúng không? Là gì các bạn? À, sắp xảy ra. Được chưa? Hoặc là nó sẽ đồng nghĩa với câu and is it soon, và nó sẽ trái nghĩa với câu yeah, không thể xảy ra. Được chưa? Rồi nhớ thầy cách bởi vì bản chất của horizon nó mang nghĩa là gì các bạn? À, đường chân trời, đường chân trời, cái tưởng tượng mình thầy cháu bạn câu chuyện đúng không? Để tưởng tượng là kiểu như bạn thấy là gì các bạn? Mặt trời nó như nào? Dòng dòng nhô lên và dần xuất hiện. Đấy, hay cách để mình nhớ, bạn nhớ từ này, chọn âm rơi vào âm thứ mấy? Âm thứ mấy? Âm thứ hai. Đó, mới dạy hôm qua rồi, bỗng giờ âm thứ nhất là chết rồi nha. Rồi tiếp tục thôi. Nhưng mà ngày hôm qua thầy quên nói bạn còn một số cụm mà nó đồng nghĩa với on the horizon các bạn học này. Đầu tiên đó chính là on the cards. Được chưa? On the cards. Nó cũng là có khả năng xảy ra. Được chưa? Rồi nó còn một cụm nữa đó chính là in the pipeline. Được chưa? Hai cụm này gần như y chang nhau. Được chưa bạn? Chắc chắn sẽ xảy ra hoặc là sắp xảy ra. On the course, nó có thể mang nghĩa như là đang được phát triển. Được chứ, ghi chú vào giúp thầy. Rồi, đang được xảy ra hoặc là kiểu như nó đang được phát triển. Được chưa? Nếu mình phát triển là đang dần dần hình thành những bạn. Được chưa? Các bạn nhớ là có pipeline, gần pipe là cái gì? Pipe là gì mấy đứa? Ống nước, line là gì? Đường ống, đường dẫn nước các bạn, đường ống. Được chưa? Thì tưởng tượng kiểu như là đường ống nước này nó đang dần dần hình thành, đang dần dần phát triển. Được chưa các bạn? Đây là ba cụm. Được chưa? Rất là có khả năng ra trong đề thi sắp tới. Rồi chúng tôi cũng thôi. Câu tiếp theo phía dưới. Constant là gì các bạn? Không đọc constant nha, từ này nhắm vào thứ nhất thì chị thầy nha, là cái machine, cái máy này nó được sử dụng gì đó. Tôi e rằng là tôi không thể gì đây. Tôi e rằng là tôi không thể landed. Landed là gì? Tôi e rằng là tôi không thể gì đó các bạn. Cho bạn mượn. Đúng không? Đó. Rồi. Thì các bạn dự đoán là cái máy này được sử dụng như các bạn. Được sử dụng thường xuyên, đúng không? Thì cái từ này đã dạy rất nhiều rồi. Để chơi liên tục thường xuyên. Hoặc là bất biến, cái từ này còn nghĩa khác nữa gì các bạn? Bất biến là nó không thay đổi được các bạn. Nó hai nghĩa nha. Nghĩa đầu tiên là gì mấy đứa? Liên tục thường xuyên. Nghĩa thứ hai đó chính là bất biến, không thay đổi. Được chưa? Và nếu mà bữa thầy nói, từng nói với bạn đó chính là một cái thuật ngữ trong toán học mà nói về một con số mà nó không thay đổi, không biến thiên, đó chính là con gì? Là gọi là gì các bạn? Một cái thuật ngữ trong toán học, một con số mà không thay đổi thì gọi là gì? Hằng số. Được chứ? Đó là như vậy. Cho nên trong, nhưng mà trong hộp này chắc chắn là nó constant, nó lại mang nghĩa là gì vậy? Hằng số, và sao mà hằng số?
đó chính là giữ bạn liên tục. Cái máy này được sử dụng liên tục cho nên tôi e rằng tôi không thể cho bạn mượn, được chưa? Rồi thì câu này chắc chắn chọn thầy câu giữ bạn liên tục, thì trải nghiệm với liên tục là gì? Câu A, infrequent, đó chính là không thường xuyên, là không liên tục, ổn chứ? Còn câu B là gì? Thường xuyên, khi nào mới chọn? Đồng nghĩa. Câu C, empty, trống rỗng, quiet, yên tĩnh, đơn giản chứ? Dọn thầy câu A là xong. Ok ha. Rồi sẵn đây thầy mở rộng các bạn một chút xíu, đó chính là thầy có một cụm. Rồi học này lend, nhắc lại lend động từ mang nghĩa là giữ không? Mượn, cho mượn chứ sao mà mượn? Cho mượn và ghi chú thành một cụm, đó chính là lend itself to. Itself các bạn tự biết giùm thầy nha, lend itself to. Lend itself to. Thì nó sẽ mang nghĩa đó chính là phù hợp hoặc là thích nghi. Rồi, một số cụm thành ngữ đầu tiên đó chính là lend itself, rất là dễ ra đúng không? Đó chính là làm cho nó phù hợp hoặc là thích nghi. Đó, ví dụ như là giữ bằng. Ví dụ như là hiện tại các bạn thường sẽ mua đồ ở đâu? Ở chợ hay là các bạn sẽ mua đồ ở trên mạng? Shopping online hay là shopping ở chợ? Mua những cái đồ mà cần thiết của học sinh đó nha các bạn. Thường các bạn sẽ mua ở đâu? Bây giờ nha các bạn. Nhiều khả năng là thầy bây giờ thầy rất là rồi đi này đi kia các bạn, cho nên là rẹt là thầy chỉ còn đó chính là mua trên mạng. Nó có những cái deal hời, cũng là TikTok nó sẽ có những cái discount, được chưa? Đó, cho nên là nhiều tiểu thương ở chợ đang dần mất đi một lượng khách nhất định, đặc biệt là những cái khu chợ trong Sài Gòn các bạn bây giờ rất ế ẩm đó. Ví dụ hồi xưa chợ Kim Biên, các bạn bây giờ nghe chợ Kim Biên chưa? Cái chợ này rất nổi tiếng, đây chợ kiểu như là bán hóa chất đó các bạn. Chợ này rất là nổi tiếng, là hồi xưa là người ta đổ xô đi, cũng như chợ Bến Thành, được chứ? Nhưng mà bây giờ là dần dần người ta hết đi chợ rồi, cho nên bây giờ những cái rạp ở những khu chợ đó là dẹp bỏ hết, được chứ? Hoặc là những cửa hàng quần áo, ví dụ các bạn thấy là ở cái ông ranh mình có một cái cửa hàng quần áo mà nó nổi trội không? Không, hoặc là thầy để ý có những cửa hàng mọc lên được vài tháng cái sau cũng vậy, được chứ? Đó, bởi vì bây giờ ai người ta cũng đổ xô đi mua hoặc online, cho nên là những cửa hàng quần áo, được chưa, họ cũng phải với bạn lend itself to online shopping, họ cũng phải nên giúp bạn thích nghi hoặc là chuyển sang một cái việc đó chính là mua bán online nữa, được chưa? Đây lấy ví dụ của cụm lend itself to, được chưa? Và trong năm thầy tôi dạy các bạn một cụm thành ngữ, đó chính là lend color to. Lend color, cho mượn màu là như thế nào, có ai nhớ không? Thầy tôi nhớ thầy dạy các bạn cụm này rồi đó. Lend color to. Ai nhớ không? Rồi học thêm một cụm này, nó sẽ mang nghĩa là thêm thắt thông tin chi tiết, được chưa? Hoặc là làm cho việc gì đó mà nó xác thực thêm, được chưa? Thêm thắt chi tiết hoặc là thông tin để cho một cái việc gì đó nó mang tính xác thực thêm. Đó. Nè, thầy có lend color là thêm màu sắc vào, thêm mắm, thêm muối đó. Được chứ? Lend color to. Đó, ví dụ như là đơn giản thôi. Là thầy có những người nói là thầy không có khả năng sư phạm, nhưng mà thầy đưa cho họ những cái bằng cấp, những cái chứng chỉ sư phạm của thầy. Thì những cái bằng cấp chứng chỉ đó thì nó đã lend color to cái khả năng sư phạm của thầy, được chưa? Thì học cho thầy những cụm này. Cụm này chắc chắn là trong năm thầy dạy các bạn luôn, được chưa? Và những cụm này rất là khả năng có khả năng ra trong đề thi, lưu ý với thầy hết nha. Rồi, đó chính là hai cụm thành ngữ. Rồi, tiếp tục thầy đồng nghĩa nè.
hai từ là động từ đồng nghĩa. When it comes to housework, dịch thầy các bạn, when it comes to housework là gì đây? Khi mà nói đến cái việc nhà thì tôi, I tend to là tôi gì đây? Tôi có xu hướng procrastinating. Tôi có xu hướng procrastinate. Nhớ sau tense có động từ và có to thay. Tôi có xu hướng gì đây? Procrastinate. Từ này từ rất là lạ và rất mới. Dự đoán như thầy những bạn. Câu A, tôi có xu hướng delay, tôi có xu hướng trì hoãn, ổn không? Khi mà làm việc, khi mà nói đến cái việc làm nhà cửa thì có, tôi có xu hướng trì hoãn, được không? Cũng ổn. Tiếp tục ở B, tôi có xu hướng hoàn, đâu phải cầm biết đâu mà đấu tranh, hoàn thành, hoàn thiện nó. Câu C, tôi có xu hướng gấp gáp, vội vã. Câu D, và có tôi có xu hướng hỗ trợ, thì các bạn nghĩ phù hợp nhất vẫn là gì không? Trì hoãn, được chưa? Thì các bạn nhớ này, động từ procrastinate, động từ này là một động từ nó rất phù hợp với các bạn, được chưa? Rồi, và cũng như là thầy, đôi khi có một chuyện gì đó thì hay gọi là procrastinate, mình hay trì hoãn, mình hay delay, được chưa? Kiểu như là kiểu như nước tới chân mới nhảy đó, thì có cái động từ này procrastinate. Rồi, procrastinate nhớ thầy, trì hoãn, delay. Rồi, tiếp tục thầy, câu tiếp theo. Instead of simply punishing them, là gì nữa các bạn? Thay vì đơn giản là chỉ punish là gì? Nó phải purchase, nó là mua. Punish là gì? Trời ơi, mấy đứa cái từ này mà đều cũng chưa. Sao mà cấm được em? Punish là gì? Trời ơi. Trừng phạt. Phạt, trừng phạt. Hiểu chưa vậy thôi. Nên có vẻ mệt mỏi đi trời. Punish, cái từ này từ cơ bản các bạn ơi. Không biết được từ này là chết rồi. Nhấn vào thứ nhất, punish. Thay vì mình làm gì nữa bạn? Thay vì mình chỉ đơn giản là trừng phạt họ, thì cái hệ thống này thì nó như là đây. Nó khuyến khích offenders. Bữa thầy từng dạy các bạn cái danh từ offender rồi đó. Là người gì đây? Người vi phạm. Được chưa? Rồi, thì thay vào đó là chúng cái hệ thống này đã khuyến khích người vi phạm phải cái gì đó, hành vi của họ. Đó, bây giờ các bạn thấy từ vựng thật sự là dạy hết rồi. Mà bây giờ có từ modify là chưa dạy nè. Nhưng mà các bạn phải có những cái từ vựng ngoài lề để các bạn hiểu ý nghĩa câu này, để các bạn dự đoán được. Nếu không có thầy thì làm sao các bạn làm được câu này, làm sao các bạn dự đoán được đấy. Phải đợi thầy gọi là gợi ý các bạn từ offenders. Rồi thầy gợi ý các bạn nó dành từ punish. Thì kiểu như là các bạn biết được luôn rồi. Thầy từng dạy các bạn đó chính là cái động từ offend. Động từ nó mang nghĩa là gì đấy? Vi phạm. Được chưa? Rồi sau đó thầy dạy các bạn đó chính là offensive. Offense. Và cái từ này offense. Hai cái từ này nó khác nhau. Được chưa? Offense này và offense này khác nhau chỗ nào thầy từng nói các bạn? Offense nó chính là cái sự vi phạm. Được chưa? Đó, cái này là danh từ là sự vi phạm. Còn danh từ này nó chính là cái sự gây bất đồng. Được chưa? Đó, hai cái từ này nó khác nhau. Thầy nói lại một lần nữa. Offense nó chính là cái sự gây bất lòng. Được chưa? Còn cái này, offense nó chính là cái sự vi phạm. Được chưa? Và bữa thầy cũng nói bạn, repeat the offense là gì? Tái phạm, nó nói chứ. Là đó, nó còn gì nữa. Rồi còn thầy có cầm mẹ đấy. Thầy tôi dạy các bạn nó một cầm nữa chứ là don't. Hoặc là no offense. Được chưa? Hoặc là offense là nó sẽ đi theo đọc từ check. Check offense. Để bụng. Đúng không? Đó có dạy rồi. Take offense là để bụng. Thì nó là offense là dĩ qua cái sự gây bất lòng hoặc là xúc phạm. Rồi chứ take offense là mình nhận cái sự xúc phạm đó là mình sẽ để bụng. Ok, take offense. Vậy offense này nhắc lại động từ đó mang nghĩa là gì đấy? Vi phạm. Vậy offender là ai? Người vi phạm. Ok. Rồi nói lại thầy, cả lớp gì lại thầy coi. Thay vì chỉ đơn giản là trừng phạt, trừng trị họ, thì cái hệ thống này đã khuyến khích người vi phạm cái gì đó, hành vi của họ. Dự đoán gì thầy coi, thay đổi, điều chỉnh hành vi của họ. Thì dự gì đoán được đó chính là câu B, change. Câu A2 là gì? Che giấu. Được chứ? Câu C, remain và keep nó đều mang nghĩa là giữ không? Duy trì, giữ. Đúng không?
Và nhớ sau keep động từ phải như thế nào? Thêm biến. Và encourage, khuyến khích thì nó cũng phải có to như này. Encourage tân ngữ rồi phải có to như này. Cái này nó như rất nhiều rồi. Được chưa? Rồi thì nhớ hai động từ modify, đó chính là điều chỉnh hoặc là hiệu chỉnh hoặc là chỉnh sửa một cái gì đó. Rồi chứ chỉnh sửa là mình đang thay đổi đó, modify. Cái đó thôi quăng cái rồi chứ cứ để nó bay bay rồi sao cứ đựng hoài. Rồi bỏ trong cặp đi em. Modify. Rồi nhắc lại này, punish là cái gì đây? Trừng phạt. Thầy nhớ thầy từng dạy các bạn một động thân ngữ đó chính là throw the book at someone, cũng là gì đây? Trừng phạt. Các bạn nhớ thầy từng nói các bạn đó chính là cái câu chuyện của việc mà ném cái book cho bà ai nói chứ? Đó chính là vụ gì các bạn? Những cái thẩm phán rồi đó, hồi xưa người ta ném book là kiểu như trừng phạt chặt đầu rồi đó, giống như là nắm cây gỗ như hồi xưa đó các bạn, vua quan hồi xưa đó, throw the book at someone, được chưa? Cũng là trừng phạt trong sự kia đó. Các bạn nhắc lại hai động từ là che giấu, giấu. Nhưng mà danh từ thầy từng nói các bạn, danh từ chỉ hai nó mang nghĩa là gì? Sao mấy đứa nãy giờ rất hoài luôn á mấy đứa. Danh từ của nó mang sẽ mang nghĩa là gì? Da, da thú. Thầy nhớ thầy nói một lần rồi. Hai danh từ còn mang nghĩa là da thú các bạn ha. Rồi, tục này phát âm. Câu 22 quá dễ đọc, cái gì thầy có bạn? Link, câu B. Stick, câu C. Knife, chắc chắn rồi, và câu D. Hint, thì chốt thầy có C. Rồi còn một xíu, stick. Stick danh từ nó mang nghĩa là gì? Cây gậy, cây que gậy. Nhưng mà động từ mang nghĩa là gì? Dán, đúng không? Dán là nghĩa đen. Còn nghĩa bóng của dán là gì? Gắn bó. Từ nói bạn là stick đi thì với từ to. Stick to, gắn bó, gắn liền với cái gì đó. Được chưa? Nhưng mà thầy dạy các bạn một cụm thành ngữ đó chính là get the wrong end of the stick. Stick trong phần là danh từ, được chưa? Of the stick, cây gậy, được chưa? Thì trong phần này nó sẽ mang nghĩa chính là hiểu lầm. You get the wrong end of the stick, hiểu lầm. Thì cái này hiểu ra là những bạn cầm lộn cái đầu của cây gậy, được chưa? Ví dụ như là một cây gậy. Một cái gậy của ông già đi, thường nó sẽ có, ví dụ nó như thế này. Được chứ? Thì rõ ràng mình sẽ, thường mình sẽ cầm cái trên cái dưới các bạn. Cái trên, mà lỡ các bạn cầm cái này thì rõ ràng mà mình rồi. Bị ngược rồi, thì trong trường hợp này mình hiểu là mình trong tình huống khác thì sẽ chỉ đó chính là hiểu lắm. Để cách để mình nhớ, ok chứ? Rồi, nhớ là chữ câu C, từ đó đọc là gì các bạn? Knife, và nhớ cờ N, nó luôn luôn là âm gì các bạn? À, cà cà. Được chưa? Knife. Tiếp tục này, tìm chữ A nào khác với chữ G nào khác với chữ G còn lại. Câu A đọc gì? Gesture. Chữ G đầu tiên là gì? Gesture là cái gì? Từng dạy rồi. Điệu bộ, cử chỉ. Đúng rồi. Tiếp tục câu B. Đọc là gì các bạn? Budget. Budget là cái gì? Cái xô đang còn lỗi, em lỗi budget rồi em. Cái ngân sách. Được chưa? Budget. A, B nó giống hay khác? Giống. Và nhớ trọng âm A, B cũng y chang, nhớ mà nhớ thêm thầy. Gesture, budget, ngân sách, cái từ này cũng học hồi rồi mà các bạn. Câu C, đọc là gì đây? Target. Target là cái gì mấy đứa? Cái mục tiêu thôi. Còn câu D, challenge, chắc chắn rồi là âm. Từ chốt là câu gì đây? Câu C là sao? Bởi vì A, B, D đều là âm. Còn có sẽ là âm G, target, đó từ vần nghe hết rồi. Rồi trọng âm của A, đọc là gì đây, 24A. Replay, replay là gì? Chơi lại, làm lại thôi, được chứ? Rồi nhắm vào tiếp hai các bạn ha, câu B. Đọc là gì? Confuse, confuse động từ nó mang nghĩa là gì các bạn? Làm ai đó, hoang mang, bối rối, đúng không? Câu D, câu C đọc là gì? Answer, âm tiếp thứ nhất. Và câu D, prefer âm thứ hai, cho chỗ thầy câu. Câu C. Được chưa? Answer. Câu 25.
25A, đọc là gì đây? Disposal. Disposal đó là danh từ của động từ dispose. Dispose mang nghĩa là gì ai nhớ? Lộn rồi em. Disposal rồi, quên hết sạch luôn rồi, từ vựng. Trời ơi trời. Cái sự vứt bỏ, vứt rác rồi đó. Disposal. Nó là danh từ của động từ dispose. Dispose là mình xả, mình vứt. Cái sự vứt bỏ, disposal. Em lộn từ refusal rồi, refusal nó mới là cái sự từ chối, sự khước từ. Thì cũng gần gần đó thôi em. Câu B đọc là gì rồi? Activate. Câu C đọc là gì? Assignment. Và câu D? Conclusion. Anh biết thứ ha, thì chốt là câu gì? À, câu B. Conclusion là gì mấy đứa? Kết luận. Và nhớ conclusion, đi đến kết luận người ta đi theo động từ gì luôn? Reach the conclusion. Được chưa? Rồi, những câu ngữ pháp khó nè, câu 26-27. I made a significant contribution to his presentation. Vậy thầy có các bạn, made contribution là gì? Tôi đã đóng góp to lớn cho cái bài thuyết trình của anh ấy đã đạt được điểm và tối đa. Rồi, đọc câu sẽ định hình cái thì. Câu này thì gì đây? Hai vế đưa thì gì? Quá khứ đơn. Nếu mà có điều kiện phải là có điều kiện loại. Ba. Đợi chơi và với thêm cái nữa, nó mang ý nghĩa là giữ bằng nguyên nhân kết quả. Đúng không? Ok, thì đọc thử ra coi. Câu điều kiện loại 3 thì loại bỏ gì trước? Câu A. Với lại phải xác định cái thể nữa này, hai vế đưa thể gì? Khẳng định thì mình chọn câu điều kiện phải có điều kiện loại, phải sử dụng thể phủ định. Vậy loại bỏ câu nào không phải phủ định? Câu B phủ định luôn đúng không bạn? Câu A có loại bỏ chưa? Rồi, thì các bạn chọn gì? Câu C hoặc là câu D nó có phủ định không? Câu D nó có mấy cái phủ định hả? Một cái, cho nên chọn câu gì luôn? Nhanh gọn chứ, các bạn chỉ còn áp dụng vào những cái bước của thầy là làm rẹt rẹt á. Đúng không? Các bạn có còn phải coi nghĩ không? Cũng đâu còn đâu, đúng không? Chỉ còn xác định dùm thầy những cái bước đó là xong. Một câu về câu điều kiện, câu về ước là xong. Rồi, nhưng mà dịch dùm thầy câu C đó chính là gì? Hát ai nói đây là câu đạo ngữ của câu điều kiện loại 3. Là giữ bằng. Nếu mà tôi không đóng góp cho cái bài thuyết trình đấy thì có lẽ anh ấy đã không đạt được điểm cao. Được chưa? Rồi, câu 27. The singer's voice was attractive. Giọng hát của một ca sĩ rất là thu hút. Vì vậy tôi không thể giữ bạn ngừng nhìn vào cô ấy. Rồi, ý nghĩa là gì các bạn? Nguyên nhân kết quả. Nguyên nhân kết quả thì có trở thể chọn đó chính là so that, đúng không? Câu A là gì? Bởi vì giọng hát của ca sĩ rất là thu hút, vì vậy. Câu này chắc chắn là nghĩa thì tiếng Việt dịch được, nhưng mà tiếng Anh nó bị sai chỗ nào các bạn? Nó bị gì? Vấn đề gì? Nghĩa tiếng Việt thì được đó, nhưng mà tiếng Anh nó bị sai một cái là bị dư, đó chính là bị dư cái từ gì các bạn? So. Bởi vì đã có sin because rồi là không có so, và ngược lại một cái đó so là không có because. Được chưa? Rồi, câu B. So that ổn không các bạn? Ổn như dịch nè. So attractive. Đây có trúc đạo ngữ của so that là mình quăng tính từ lên trước, đúng không? Ổn không các bạn? Thì chi đúng chưa? Was nè. Rồi, that I couldn't ổn. Cứ để đó. Câu C. Cái giọng hát của người ca sĩ was such attractive là được không các bạn? So such phải là một cái gì? Danh từ cụm danh từ cũng không được, bỏ. Câu D. Giọng hát của người ca sĩ quá là thu hút cho tôi để nhìn cô ấy, chắc chắn là cũng không được. Được chưa các bạn? Con này chỉ có thể chọn thầy câu B. Ok các bạn ha. Rồi. Rồi, tìm lỗi sai câu 28. Quá dễ các bạn, sai câu này rồi các bạn. Câu A, bởi vì star phải đổi thành gì các bạn? Star gì? Star tu hả? Quá khứ, started, bởi vì có 2 years ago, quá dễ rồi đúng không mấy đứa? Rồi, 2 năm trước là team đã bắt đầu làm việc làm một người shipper và đã earned, và đã gì các bạn? Kiếm được tiền gấp đôi anh trai của anh ấy. 29 chắc chắn là một câu từ vựng. Thì bạn nghĩ sai gì đây? Two animated films. Hai bộ phim gì đây? Hai bộ phim. Không biết. Nó đã gì các bạn? Nó đã purposely. Purpose là gì? Mục đích vậy. Purposefully là gì vậy? Purposeful, tính từ nó mang nghĩa là gì? Có mục đích. Vậy purposefully là gì?
có một là có chủ đích đó các bạn, được chứ? Đó thì hai bộ phim gì đó thì nó đang được sản xuất nhằm mục đích celebrate các bạn cái gì, tổ chức hả, sao được, celebrate là gì, ăn mừng đúng không ạ? Nhưng mà chữ celebrate trong trường hợp này có gì là ăn mừng không, sẽ làm gì đấy? Kỷ niệm, để kỷ niệm 70 năm. Trong hợp là gì? Tôn vinh đi, celebrate thì tôn vinh đi, bữa thầy nói bạn rồi đúng không? Nhưng để kiểu như là tôn vinh lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, được chứ? Vào ngày 7 cái này y dài đúng không? Tháng 5, ngày 7 tháng 5 năm 1924, được chưa? Rồi thì các bạn thấy câu này nó lăn không chỗ nào? Rồi có thể câu B hoặc là câu gì các bạn? Câu B hoặc câu gì? Câu C là in production, là đang được sản xuất, phim sản xuất phim thì có gì đâu sai. Câu B hoặc là câu gì? Câu A chứ, đúng không? Vậy purpose là kiểu như là mục đích, vậy purpose cũng là có mục đích, là có mục đích nhằm để gọi là tôn vinh, hoặc là kiểu như là để kỷ niệm, được chứ? 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thì câu này các bạn nghĩ sai nè. A hay là câu A, câu B? Câu này các bạn nghĩ chọn, ví dụ các bạn biếu á, các bạn hướng vào chọn thì tính từ, được chưa? Đó, bởi vì đề thi những năm gần đây toàn là chọn tính từ thôi, thì bạn nhắm đến những cái tính từ trước này. Ok, đề nói chung đề năm nào cũng tính từ hết trơn á. Mình sẽ chọn đó chính là câu A. Ok các bạn ha, thì câu này mình sẽ chọn đổi lại thành chính là animated. Trong hợp thì gì đó chính là sống động, được chưa? Sống động, sống động thì nó sẽ đồng nghĩa với đó chính là lively, được chưa? Lively nó cũng mang nghĩa là sống động, nhớ không? Là cái này không đọc lily đâu nha, lively sống động, nhớ ly này đang là tính từ chứ không phải là trạng từ đâu nha các bạn. Lively sống động. Và sẽ học như này đó chính là animation, hoạt hình, được chưa các bạn? Animation, các bạn có hiểu gọi là cái cơ chế là phim hoạt hình hồi xưa không? Đúng rồi, là vẽ từng cái khung cảnh hành động. Các bạn coi những cái bộ phim Tom and Jerry hoặc các bạn coi bộ phim Chú Mickey á, là kiểu như là một cái cảnh thôi, đơn giản thôi, mà nó tốn rất là nhiều người để vẽ từng khâu một, từng hành động một, rồi sau đó người ta ghép lại để thành một bộ phim hoạt hình, được chưa? Thì kiểu như là từ một bức tranh đứng yên, nhưng mà người ta sẽ animate đó, animate là làm cho nó dữ bằng chuyển động, được chưa? Vậy animated thì mình hiểu là làm cho nó chuyển động là làm cho nó sống động, được chưa các bạn? Đây cách để mình nhớ animation là như vậy. Ok các bạn ha. Rồi thì với anime thì đồng nghĩa lively đó chính là sống động, nhưng mà trong trường hợp này thì đó chính là hai bộ phim sống động hoặc là hai bộ phim rất là hào hùng, được chưa? Đó đang được sản xuất. Ok các bạn ha. Rồi vậy vậy thầy có đó chính là anime được là gì, thì các bạn có học từ này đi, thầy nói nhanh, anime được kiểu như là tiền kỳ, để chưa? Tiền kỳ là như thế nào? Kiểu như là để gọi là tạo được một cái bức tranh á, thì đầu tiên mình phải gọi là animate, mình phải kiểu như là gì bạn, làm nháp nó trước, là bạn phải phát thảo nó trước, được chưa? Thì đây là ý nghĩa của từ animate, thì từ đó các bạn khó học, nhớ thầy đó chính là animate là được rồi. Ok, rồi tiếp tục thầy câu 30, nhiều khả năng câu đó là về sai về gì các bạn? Tâm ngữ rồi sở hữu này nọ kiểu, đúng không? Thì quá dễ chốt thằng cái gì đây? Câu C rồi, vậy thầy coi, học sinh của tôi, những học sinh của tôi xuống nhiều nè, rất là chăm chỉ và họ lúc nào cũng hoàn thành bài tập của họ, đúng không? Perfect. Dear. Câu 31. Why don't you join us in the volunteer work in summer? Tại sao bạn không tham gia cùng chúng tôi trong cái tình nguyện vào mùa hè này? Thì rõ ràng Sophie đang làm gì các bạn? Đề nghị, đề xuất hoặc là rủ, đúng không? Thì bạn nghĩ chọn cái gì? Câu A, Sophie đề nghị tôi là tham gia. Nghĩ ổn, ngữ pháp ok không? Suggest someone to được không? Cứ để đó. Câu B, may me là gì? Câu B, Sophie làm gì? Bắt tôi tham gia. Có bắt tôi tham gia không? Không. Và nhớ sau may tâm ngữ động từ phải như thế nào? Nguyên mẫu. Câu C, Sophie gợi ý rằng là tôi nên tham gia vào mùa hè, được không? Cũng được. Câu D, hỏi tôi tại sao tôi không tham gia. Câu này phải chọn một là câu A hay là câu C gì, các bạn nghĩ câu A hay câu C? Câu C giúp thôi.
được chưa? Bởi vì sao các bạn? Không ví dụ mà suggest someone tu là chết, được chưa? Suggest for in. Còn không thì các bạn phải dùng suggest cộng tác cộng với chủ ngữ rồi cộng xuất cho thầy, được chưa? Đó. Rồi câu 32, câu hiện tại ông Thành nè. Vậy thầy có bạn lần cuối cùng anh ấy xem một bộ phim Hollywood là 3 năm trước thì nói lại là gì các bạn? Cứ lần cuối cùng thì các bạn chơi gì? Hiện tại ông Thành ở thể phủ định nó sống thì cho ta có gì đấy? Có gì? Anh ấy đã không xem bộ phim Hollywood đã được 3 năm, được không các bạn? Được, thì chọn thầy câu A luôn. Rồi những câu này phải làm được, nhớ các bạn. Rồi câu 33, it is necessary for us, nó gì các bạn? Không cần thiết cho chúng tôi. Thì chắc chắn nó không cần thiết cho chúng tôi là chúng tôi, không như nào các bạn? Không cần phải thì quá dễ, chọn thầy câu nào không cần phải. Câu gì, câu nào không cần phải? À, câu D, needed. Nhớ không cần phải nó có một số cụm, đầu tiên là gì? Needed, don't need to hoặc don't have to, được chưa? Chúng ta không cần phải có visa để đi những quốc gia ASEAN. Để chứ cái gì các bạn muốn đi Thái Lan, các bạn muốn đi Malaysia, Singapore, các bạn không cần visa. Đúng rồi, em chỉ còn mua vé là xong rồi, và có passport là xong. Nó giống đi trong nước thôi hả? À. Thoải mái lắm. Ừ. Muốn đi đi thôi. Rồi xong bên này chứ bác. Ôi, đề mở rồi. Này cố gắng hoàn thành hết cái đề mới luôn được không ta? Sẽ lắc đầu, bắt gì lắc đầu chứ? Chiều nay mấy giờ học? 3 rưỡi hả? Ừ, 3 rưỡi. Nhưng mà mấy giờ mấy đứa học lại? Cũng đâu học nữa đúng không? Rồi, vậy cố gắng là chiều nay mình học ráng. Còn bây giờ mình... Nhưng mà nhớ đúng giờ một cái nha. Đúng giờ một cái nha các bạn. 3 rưỡi cái bon cái vô sữa cho các bạn về sớm. Chứ sao một số bạn vẫn chưa ý thức được là vẫn đi trễ, là ảnh hưởng như bạn khác. Thật sự rất rất là ảnh hưởng luôn á. Các bạn lên các bạn cũng phải làm bài chứ sao mà ngộ ghê. 3 rưỡi học thì ít nhất là 3 giờ bắt đầu là xách xe đi đi học đi. Còn phải đợi sát giờ mới đi học là sao thằng hiểu nổi luôn á. Rồi, lấy ra đề số 10. Làm thầy bài đọc, 3 bài đọc, xử lý 3 bài đọc thầy. Chờ tưởng thấy mấy bài đọc cái mình hứng thú đi. Rồi, 3 bài đọc đề số 10. Friends and creativity. Bài đọc này nó có tựa đề đó chính là bạn bè và sự sáng tạo. Rồi chứ có thể là các bạn nghĩ bài này chuẩn bị nó nói về gì? Các bạn nghĩ nó có thể nói về gì đó hay? Mối quan hệ giữa bạn bè và sự sáng tạo. Thầy có thể dự đoán chính là nếu mà mình chơi với bạn bè kết bạn nhiều hơn thì mình sẽ càng ngày càng sáng tạo hơn, càng dễ. Nó hoài luôn á, trời sao ngủ vậy ta? Ngày gì á? Rồi vô. We are social animals. Vậy thì các bạn, chúng ta là những loài động vật gì các bạn? Social là những loài động vật gì? Cấp cao mà social là xã hội mà. Mang tính xã hội. Được chưa? Đó. Vậy là bài đàn cũng được. Rồi chúng ta những loài động là những loài động vật mang tính xã hội. Các bạn nhớ chữ social này thuộc về xã hội nha. Nó khác hoàn toàn so với chữ là social. Social là gì vậy? Hòa đồng. Đúng rồi đó. Được chưa? Nhớ để tôi có thể ra trong phần tìm lẩu sai. Social và social. Rồi, chúng ta là những loài động vật. Như nào các bạn? Vậy mấy đứa nói lại thầy coi. Có tính bày đàn. Là phải sống như sống nhau, sống với nhau. Được chưa các bạn? Và nghiên cứu đã cho thấy rằng tình bạn mà bền lâu thì nó cái gì đây? Với cái việc sống lâu hơn, khỏe hơn, cũng như là có giữ bạn cái gì tốt hơn? Kỷ niệm tốt hơn hả? Ghê vậy. Đó chính là ký ức tốt hơn hoặc là trí nhớ tốt hơn. Và cũng có khả năng giữ bạn xử lý vấn đề tốt hơn. Và có khả năng. Và nó rất là relaxing, dễ chịu. Thì các bạn coi cái việc mà kiểu như là tạo được những cái mối, những cái tình bạn mà nó vững bền, vững chắc thì nó có gì đây? Thì nó như nào với cái việc là sống lâu hơn? Thì nói gì các bạn? Chọn này coi, từ vựng nhảy hết rồi mà mấy đứa. Ôi cha mà ơi. Rồi quên sẵn từ vựng luôn. Ồ. Nữa rồi, một hiện tượng mà quá là quen thuộc rồi. Câu A, overlook là gì đấy?
nhìn ra cái một hướng nào đó, bữa tao nói một cái view này nó nhìn ra cái hướng, một cái phòng này nhìn ra cái hướng của một cái bãi biển gì chứ, đó là overlook. Nhìn overlook còn mang nghĩa là gì nữa? Phớt lờ. Được chưa? Nhớ overlook nó không có liên quan tới oversee nha. Overlook là mình phớt lờ, nhưng mà oversee là gì? Mình quan sát ai đó, mình kiểu như là mình quan sát hoặc là mình control ai đó. Bởi thay tự nhẹ bằng oversee trong việc đó chính là oversee con cái, quan sát họ kiểu như là mình kiểm soát con cái. Được chứ? Oversee. Rồi, nhưng mà trong hồi bài quan rồi được không? Thì nó được phớt lờ, chắc chắn được. Câu B thì nó được chỉ bằng identify, nó được gì đây? Phân tích, xác định với cái việc, được không? Học. Được chưa? Rồi, nhớ thầy nhắc lại, identify những từ này ghẻ hết rồi, là gì các bạn? Phân tích, xác định, identify nó còn mang nghĩa khác nữa, chính là gì các bạn? Thông cảm. Được chưa? Học này, identify nó còn mang nghĩa là thông cảm nữa. Tiếp tục câu C, associated là gì mấy đứa? Động từ mang nghĩa là gì? Hả? Hòa nhạc hả? Thì có association là gì? Gọn được rồi, hiệp hội. Đúng không? Danh từ association là hiệp hội. Nhưng là hiệp hội là những cái quốc gia nó associate với nhau. Những quốc gia như nào các bạn? Liên kết, hợp tác với nhau. Được chứ? Và associate nó sẽ mang nghĩa là gì các bạn? Liên kết. Được chứ? Hợp tác hoặc liên quan đến. Được chứ? Nhưng mà trong trường hợp này associated with là gì, đó chính là gì các bạn? Nó gắn liền với. Ok ha. Trong trường hợp này associated with là gì, chính là gắn liền với. Đó, chưa gì một câu đã dạy rồi, đã học rồi. Vô đề thi câu này là câu các bạn phải làm được, bởi vì đã học rồi. Mà các bạn làm vẫn chưa được, rồi mất điểm nữa. Rồi associated with, còn câu D appeal là gì? Thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn. Vậy luôn rồi. Thầy nói lại, nghiên cứu đã cho thấy rằng tình bạn mà vững chãi thì nó như nó bằng cả lớp gì lại này coi. Thì nói gì đây? Gắn liền với cái việc sống lâu này nọ kiểu. Được chưa? Not having close friends. Cái việc mà gì đây? Không có bạn thân thì nó dữ bằng có xu hướng khiến cho mọi người anxious, lo lắng bồn chồn và làm tăng căng thẳng. Rồi, được chưa? Thì bài này có thể đang nói về cái việc là cái lợi ích của việc mà có bạn bè. They think, họ hành động và như nào các bạn? Ép mà suy nghĩ, mấy đứa ngộ ghê luôn á. À, xin lỗi, họ vậy suy nghĩ và họ hành động. Thầy bị ngược. Được chưa? Thầy bị sao á? Rồi, they think and act. Họ suy nghĩ và hành động theo những cách mà nó familiar to us, mà nó như bằng giống với chúng ta, và chúng ta có thể hiểu cái suy nghĩ của họ cũng như là cảm xúc một cách dễ dàng hơn. Đó, bạn bè chắc chắn mình sẽ dễ hiểu hơn, đơn giản ha. Có 20-35 chắc chắn một cái liên từ. Rồi liên từ bạn nó còn là gì? Lấy năng tích cực, đúng không? Mình có thể dễ dàng hiểu họ hơn. Chấm chấm. These similarities, những cái gì đây? Những cái sự giống nhau này thì nó không challenge the way we think. Những cái sự giống nhau này thì nó không làm khó cái cách chúng ta suy nghĩ. Đó, chỉ challenge, ai cũng mang biết mang nghĩa là gì các bạn? Danh từ là gì? Thách thức, khó khăn. Nhưng mà trong hợp này động từ là gì các bạn? Challenge the way we think. Nó gây khó khăn, nó làm kiểu như là cái khó khăn trong cái cách mà chúng ta suy nghĩ. Được chưa? So, vì vậy the brain, vì vậy cái gì đây các bạn? Cái bộ não. Không, cái nào được gì chức năng bộ não. Function này đang là động từ á. Bởi vì các bạn nếu là chức năng bộ não nó như thế nào? Chức năng bộ não gì, động từ đâu ra? Đúng không? Rồi thì này chính là bộ não. Vì vậy bộ não chúng ta nó sẽ gì nữa các bạn? Hoạt động một cách tự động hơn. Được chưa? Automatically, một cách tự động hơn. Auto đó các bạn, hay nói auto đó. Auto là tự động đó. Được chưa? Vậy câu này mình sẽ chọn liên từ là gì đây? Khúc này khó nha các bạn. Chúng ta suy nghĩ và hành động theo những cách
mà nó giống họ, họ là bạn bè chúng ta đó, suy nghĩ và hành động theo những cách mà giống với chúng ta, và chúng ta có thể hiểu cái cảm xúc của họ một cách dễ dàng hơn. Những cái sự giống nhau đó thì nó lại không làm khó dễ cái cách mà chúng ta suy nghĩ. Vì vậy, các bạn thấy vế sau đây là không vì vậy rồi, vậy phía trước vì vậy nữa, đúng không? Cho nên câu này mình sẽ chọn chính là gì các bạn? Tuy nhiên, ok các bạn ha, đó. Rồi, tuy nhiên, những cái sự giống nhau này nó không làm khó, nó không làm khó dễ cái cách chúng ta suy nghĩ, được chưa? Đó, vì vậy cái bộ não nó sẽ hoạt động một cách dễ dàng hơn, một cách kiểu như là tự động hơn, được chưa các bạn? Đó, thì câu 35 mình sẽ chọn nó chính là gì các bạn? However, ok, tuy nhiên. Tại sao như vậy? Mixing with people from a different place, thì cái việc gì đó các bạn? Cái việc mà mình mix là gì các bạn? Trộn, trộn một kiểu như là mình giao lưu đó, được chứ? Đó, rồi cái việc mà mình giao lưu với những cái người mà từ một nơi khác, thế hệ khác, văn hóa hoặc là background hoặc là xuất thân mà đã khác, thì nó sẽ cho bộ não chúng ta một cái workout, cho chúng ta một cái workout. Workout là cái việc gì các bạn? À, một cái việc là tập thể dục, mà bộ não chúng ta tập thể dục là hiểu nó là bộ, nó giúp cho chúng ta, bộ não chúng ta tập luyện được cái việc gì đây? Tập luyện được cái việc đó chính là producing, là gì các bạn? Tạo ra những cái thông tin bất ngờ cũng như là phức tạp. Hay nói lại nha các bạn, khi mà chúng ta giao lưu với những cái người mà ở văn hóa khác nhau, xuất thân khác nhau, rồi sau đó là một nơi khác nhau, thế hệ khác nhau, thì rõ ràng là như đó các bạn, nó sẽ giúp kích thích bộ não chúng ta. Bởi vì sao các bạn? Tại sao nó lại giúp kích thích bộ não chúng ta? Và như đó chúng ta có, tại sao nó giúp kích thích bộ não chúng ta? Các bạn như đó giơ tay đi. Bởi vì rõ ràng khi mà chúng ta tiếp xúc với những người mới thì chúng ta sẽ có những cái thông tin mới, những cái chi tiết mới, cũng như là những cái gọi là thông tin thú vị, bất ngờ. Từ đó nó sẽ kích thích cái bộ não chúng ta. Bởi vì bộ não chúng ta được sinh ra là để tìm hiểu, để học hỏi. Mà một khi mà chúng ta cũng như là cứ tìm hiểu liên tục thì rõ ràng là sẽ giúp bộ não chúng ta được workout. Bộ não chúng ta sẽ được như các bạn tập luyện, được chưa? Bởi vì chắc chắn các bạn phải tập luyện bộ não của mình thì đầu óc của mình mới được minh mẫn. Chứ các bạn suốt ngày các bạn ăn chơi rồi sau đó bạn không làm bất kỳ việc gì thì rõ ràng là đầu óc của bạn rất là gọi là mù mịt, được chưa các bạn? Đó, ok ha, là như vậy. Rồi tiếp tục, thầy nói lại nhớ các bạn, nó sẽ cho bộ não chúng ta được tập luyện trong cái việc đó chính là tạo ra những cái thông tin bất ngờ, thú vị và phức tạp, được chưa? In gì đó words, trong gì đó từ, thì chúng ta có thể suy nghĩ một cách gì các bạn? Sáng tạo hơn, được chưa? Đó, vậy cái từ còn thiếu 36 là gì các bạn? Cái chữ word thêm s rồi chắc chắn phải chọn gì đó các bạn? In other words là gì? Nói bằng từ khác là như nào? Nói bằng cách khác. Nhớ là cụm in other words là nói bằng cách khác, là chúng ta suy nghĩ một cách sáng tạo hơn, được chưa các bạn? Thì rõ ràng là cái việc nào nó tương đương với việc là mình suy nghĩ sáng tạo hơn các bạn? Cái việc nào mà mình là mình giúp mình suy nghĩ một cách sáng tạo hơn, mình giao lưu với người ta, từ đó bộ não mình tiết ra, bộ não mình được tập luyện trong cái việc đó chính là các bạn tạo ra gọi là những cái thông tin mới, bất ngờ, thú vị, được chứ? Đó, thì phải chọn là in other words, nói bằng cách khác. Nhưng mà cái another và other nó làm nhiều quá chứ các bạn? Các bạn chỉ còn quan tâm cái danh từ phía sau đang ít hay số nhiều thôi là xong rồi. Ok, tiếp tục. Joining clubs outside school, cái việc mà tham gia những câu lạc bộ ở ngoài trường hoặc là đi làm tình nguyện thì nó là những cái cách tuyệt vời để gặp gỡ những người từ những cái xuất thân khác nhau, được chưa? Và những cái nhóm tụ khác nhau. Interestingly, gì thầy có bạn? Interestingly, thú vị thay. Đó, các bạn thấy trạng từ đứng đầu các bạn dịch thay, thú vị thay là gì đó các bạn? Những người bạn của chúng ta thì không nhất thiết phải là real, không nhất thiết là phải gì các bạn? Có thật, được chứ? Ví dụ như là gì? Book, sách, rồi gì nữa? Chơi hả? Thôi em vậy chơi, đang là danh từ mà sao mà chơi? Sách rồi những cái vở kịch, rồi phim,
Rồi chắc chắn mẹ đều quan hệ với con là gì các bạn? Quý sai tác. Tại sao được chúng ta? Không phải. Rồi chứ. Những cái này sách, báo, phim ảnh, vở kịch. Cái mà nó giúp gì các bạn? Giúp chúng ta. Khuyến khích chúng ta. Imagine, khuyến khích chúng ta. Tưởng tượng. Tưởng tượng what it is like to be another person. Nó sẽ giúp cho chúng ta tưởng tượng cái cảm giác nó xảy ra như thế nào khi mà chúng ta trở thành một nhân vật khác. Các bạn chỉ như vậy thôi. Được chưa? Bởi vì một khi mà các bạn đọc báo, đọc xem phim, đọc truyện thì rõ ràng các bạn đang cố gắng làm gì? Hòa mình vào trong câu chuyện, mình cố gắng tưởng tượng mình là nhân vật trong câu chuyện. Thì từ đó cũng khiến cho bản thân mình như đó các bạn sáng tạo hơn. Bởi vì mình đang cố gắng imagine what it is like to be another person là gì các bạn? Mình giúp mình gọi là tưởng tượng được, đó chính là cái cảm giác ra sao khi mình là nhân vật đó. Được chưa? Mình sẽ dịch như vậy nhớ các bạn. Về nhà phải tự dịch được như vậy cho thầy. Ok ha. Rồi. Thì thầy nói lại nha. Thì những cái bạn bè nó không nhất thiết phải là người thiệt. Nó có thể là giữ bằng sách, phim hoặc là kịch. Cái mà nó giúp chúng ta giữ bằng khuyến khích cái khả năng tư duy tưởng tượng chúng ta. Thì gọi là những cái ba cái đó thì nó có thể giữ bằng, nó cũng có thể have the same effect on our brain. Nó cũng có thể gì đây? Nó cũng ảnh hưởng tương tự lên trên bộ não chúng ta. Bởi vì they enable, bởi vì chúng cho phép chúng ta gọi là thấy được những cái mới, quan sát những cái mới từ một cái gì khác nhau, từ những gì khác nhau, từ những gì khác nhau. Từ vừa cũng vậy rồi nha. Từ câu A, incident là gì? Sự việc. Từ những sự việc khác nhau. Câu B, instances là những cái ví dụ khác nhau. Câu C, objective, từ những cái mục tiêu khác nhau. Còn D, perspective, từ những cái quan điểm, khía cạnh khác nhau. Thì câu này các bạn nghĩ sẽ chọn gì? Bởi vì một khi mà chúng ta xem báo đài, phim ảnh, đọc truyện thì nó sẽ có cái ảnh hưởng tương tự lên trên bộ não chúng ta. Nó sẽ cũng giúp kích thích bộ não chúng ta. Bởi vì chúng là cái gì? Sách báo này nọ, chữ đó đó. Bởi vì chúng có khả năng enable us, cho phép chúng ta gì các bạn? Thấy được những cái thứ từ cái gì khác nhau? Từ những cái khía cạnh, những cái gì các bạn? Những cái quan điểm, góc nhìn khác nhau. Trên câu này phải chọn gì các bạn? À, câu D. Được chưa? Ôi cha, bài này sẽ diễn ra giữa ta. Rất là phù hợp các bạn. Perspective. Và từ vựng nó cũng rất là phù hợp trong bài đọc lộ. Phải nhớ thầy từ vựng. Nhắc lại, incident là gì mấy đó? Sự việc, đồng nghĩa event thôi. Có về instances, những cái ví dụ. For instance đồng nghĩa for example đó. Còn câu C, objective, một cái mục tiêu, mục đích. Còn object là gì mấy đứa? Món đồ. Được chứ? Còn ngày hôm qua thầy dạy các bạn object tu động từ mang nghĩa là gì? Thẳng đối. Được chưa? Phải nhắc lại perspective là gì đây? Cái quan điểm hoặc cái góc nhìn. Đây những từ vựng là lớp 12 bắt buộc phải biết để thì nó sẽ ra. Ừ, làm giúp thầy một bài đọc. Và nhớ thầy, cái tiêu đề của bài đọc lộ đó chính là gì? Friends and Creativity. Bạn bè và cái sự sáng tạo. Đúng không bạn? Là kiểu như bài này nói lại, nôm na bài này đang nói về cái việc giữa bạn. Nó lại như này có. Cả lớp như các bạn phải tập giao tiếp, các bạn phải chủ động lên chút xíu thì các bạn mới nhớ được bài. Vô đề thi mà trúng cái là các bạn nhớ được thông tin liền. Các bạn học chủ động, các bạn toàn dựa vào những bạn khác để gọi là trả lời không ạ? Cái bài này cả lớp cũng nói là coi bạn nào nói, tất cả cứ nói đi. Thầy đều gọi là tiếp nhận ý kiến của bạn hết mà. Tập nói là coi cái bài này đang nói về cái vấn đề gì đấy. Đó chính là cái sự liên quan giữa, đó chắc chắn là cái sự liên quan, cái sự tương quan giữa bạn bè và cái sự sáng tạo. Và bạn bè nó không nhất thiết là phải có thở. Được chưa? Biết được ý chính rồi. Được chưa bạn? Rồi tiếp tục thôi. Everyone wants to believe they are unique. Mọi người đều muốn tin rằng họ là độc nhất vô nhị. Nhưng mà thực tế có thể rằng tất cả chúng ta đều có một doppelganger nơi nào đó trên thế giới. Giờ mình có biết doppelganger là gì không? Cứ để đó như này, mình dự đoán như này nha. Đó, thầy nói lại, ai cũng muốn mình là một người độc nhất vô nhị, không ai giống ai. Nhưng mà có khả năng, thực tế là có khả năng là tất cả chúng ta đều sẽ có ít nhất một doppelganger một nơi nào đó trên thế giới.
Được chưa? Đó, các bạn dự đoán cái này nha. Các bạn đọc phía xong thì in fact, thực tế, người ta cho rằng mỗi chúng ta đều có 7 lookalike. Lookalike là gì các bạn? Lookalike, chịu dự đoán này, coi lookalike gì khó gì trời. Lookalike là gì? Là giống nhau, là bản sao đó. Giang có thể suy luận thì doppelganger, đó chính là gì các bạn? Một cái bản sao, một người giống y chóc mình. Được chưa? Đó. Thực tế là có các bạn. Chắc chắn là ở nơi nào đó trên thế giới nó sẽ có ít nhất một người giống mình. Được chưa? Thầy thì thằng biết sao chứ khuôn mặt thầy nó rất là đại tràng đúng không? Cho nên đi đâu ai cũng nói ê mày giống người này, mày giống người kia. Chị Hai thầy nói thầy giống Khoa Lang Thang. Được chưa? Bạn thầy trong Sài Gòn thì nói thầy giống Sơn Tùng. Đó, được chưa? Đó thì những người đó cũng có thể gọi cái trong gang người thầy. Được chưa bạn? Rồi, và kiểu như có những bạn, mỗi người có những bạn 7 người giống nhau. Người ta kiểu như là coi cho một con số trung bình là 7 người giống nhau trên thế giới những bạn. Đó. Rồi, but in a world of 7 billion people, nhưng mà trên thế giới có 7 tỷ người, it isn't likely that. Likely là dữ bản. Ngày nào cũng gặp, buổi nào cũng gặp, và một số bạn vẫn chưa nhớ gì. Có thể có khả năng, nhưng mà it isn't likely that. Trên thế giới 7 tỷ người thì dữ bản, nó không thể nào mình có thể dữ bản pump into. Không thể nào mình có thể pump into là như vậy, chạm chán hoặc là vô tình bắt gặp, gọi là một người lạ giống của mình, một người lạ kiểu như là bản sao của mình. Để chứ thầy nói lại nha, trên thế giới có 7 tỷ người thì nó khó có thể mà mình chạm chán gặp mặt một người mà giống y đúc mình, hoặc là or is it, hoặc là nó cũng có thể mà. Được chứ? Đó. Cho nên bài này người ta cũng kiểu như đang lưỡng lự, có thể là mình gặp, có thể mình không gặp. Được chứ? Rồi và nhớ thầy cầm pump into là gì các bạn? Vô tình bắt gặp. Được chưa? Nó đồng nghĩa với cầm come across. Thầy từng nói bạn cầm come across rồi. Được chưa? Pump into. Rồi tiếp tục 17 euro. Cô bé 17 tuổi Santana, người mà sống ở Mỹ, thì trong lúc đang đi bộ một cái shopping mall, trong lúc đi bộ một cái bạn shopping mall, shopping mall là gì rồi? Trung tâm thương mại. Thì cô ấy, when she met, thì cô ấy gặp một cái người total stranger. Một gì vậy? Một cái người total stranger. Stranger là ai chứ trời? Người lạ. Một người lạ hoàn toàn. Người mà những bạn giống y chóc cô ấy. Và cái người doppelganger của cô ấy. Bài này về những bạn dịch, các bạn chỉ còn dịch đó chính là doppelganger thôi, được các bạn tự hiểu được rồi. Các bạn đừng dịch sang tiếng Việt. Được chưa? Và doppelganger của ấy tên là Isabel, thì cũng ở tại cái mall đó, cái trung tâm thương mại đó. Được chưa? Doppelganger hình như là một từ tiếng Đức hay sao đó. Để mình check lại cho coi. Đúng rồi, tiếng Đức các bạn. Rồi, thầy nói lại nha các bạn. Thì kiểu như là đoạn cuối của đoạn bộ nó bắt đầu nó có một câu chuyện gì đây mấy đứa? Nó có câu chuyện gì đây? Cụ thể là ai chứ? Một con bé ở bên Mỹ thì nó vô tình pump into, vô tình gặp mặt, bắt gặp một người giống y chang nhưng mà người lạ là người lạ. Được chưa? Thì câu chuyện này nó như thế nào đây? Rồi, why Santana? Trong khi con bé này nó đã gặp doppelganger của ấy by chance, một cách vô tình, thì others, thì những người khác thì cũng đã như đấy, tìm kiếm far and wide for theirs. Kiểu như là con bé Santana bắt gặp một cách vô tình, thì cũng có một số trường hợp là những khác họ lại cố tình, họ có chủ đích, họ là những bạn tìm kiếm mọi nơi, find why, gì thì gọi đó chính là mọi nơi, gọi là cái người doppelganger của họ. Có những bạn có nhiều người ta rảnh lắm, là cho người ta sẽ kiểu như là đi tìm doppelganger của bản thân họ. Được chưa? Còn những khác thì vô tình bắt gặp. Được chưa các bạn? Đó là như vậy. University friends, những người bạn đại học, những người này nè các bạn, ni em này nọ, kiểu tất cả họ đều học ở Dublin Island. Được chưa? Thì họ đã challenge each other. Họ tụi đó đã làm gì các bạn? Challenge tụi đó làm gì đây? Thử thách với nhau là phải tìm ra gọi là double gang của họ trong vòng dưới 28 ngày. Kiểu như là trong vòng chưa đầy một tháng là mỗi người là phải cố gắng tìm được cho mình những cái double gang của chính mình. Thì đây là thử thách của một nhóm bạn đại học. Được chưa? Đó, tìm như thế nào đấy? Các bạn nghĩ sẽ tìm như thế nào? Cách dễ nhất để tìm nó chính là gì? Chẳng là phát tờ rơi hả? Chính là đăng bài ở trên mạng xã hội. Chị đăng chỗ nào đấy? Các bạn coi giùm thầy.
thì gọi là Niemma rất là tự tin rằng là cô ấy có thể giúp bạn beat her rival. Có thể là giúp bạn beat là làm gì đấy. Trời ơi, chị beat mà giờ mấy đứa biết được nghĩ luôn hả? Beat là làm gì đây mấy đứa? Đánh bại được rival, đánh bại được đối thủ của cô ấy. Được chứ? Đề thi đại học như năm ngoái hay sao á, nó ra từ rival bắt bạn tìm từ đồng nghĩa trong một bài đọc đó. Mà từ rival cũng từng vẫn rất là cơ bản. Được chưa? Rồi Niemma rất là tự tin rằng là cô ấy có thể beat là gì đây? Đánh bài thì đề thi lỡ mà ra cái bài này người ta sẽ bắt các bạn tìm từ đồng nghĩa từ beat. Chỉ beat đồng nghĩa với gì? Đánh bại là gì các bạn? Là defeat đó. Nó sẽ đồng nghĩa với defeat. Defeat đồng thuộc là đánh bại luôn. Còn danh từ defeat thì nó mới là thất bại. Còn nó đồng nghĩa từ win. Được chứ? Nhớ thầy beat đồng nghĩa với win hoặc defeat. Rồi, và cô ấy tự tin rằng là cô ấy có thể đánh bại được rival, đánh bại được đối thủ của cô ấy. Và cô ấy did and she did. Và là gì đấy? And she did là cô ấy như nó đã như thực hiểu lắm đây là gì? Cô ấy kiểu như tự tin là cô ấy có thể đánh bại đối thủ. Và thực tế là cô ấy đã làm được, thành công trong cái việc đánh bại được. Cụ thể là cô ấy thành công như thế nào? Rồi, trong vòng chưa đến 2 tuần đó, chị trình bày cho thầy nha. Trong vòng chưa đầy 2 tuần, cô ấy đã tìm thấy được Karen, người mà cũng đồng thời sống ở Dublin. Được chưa? Cả hai đã gặp nhau, nhưng mà câu chuyện nó vẫn như nữa bạn, vẫn chưa dừng lại ở đó. Được chưa? Rồi Niemma đã sớm tìm thêm 2 double gang người nữa, là tổng cộng bao nhiêu người? 3 người. Được chưa? Tên gì đấy các bạn? Ở Ý và kiểu như là ở Ireland luôn. Được chưa? Rồi, và the YouTube videos. Và cái gì các bạn? Những cái video YouTube mà cô ấy đã tạo ra thì nó đã sớm go viral, đã sớm như các bạn viral kiểu như phổ biến. Được chưa? Và Niemma who's gì các bạn? Người mà có, đúng không? Có cái con Niemma, người mà có cái câu chuyện về doppelganger thì nó đã fascinated people, fascinated nó rất là nhiều rồi. Cái câu chuyện này đã gì các bạn? Thu hút, lôi cuốn những người khắp thế giới. Được chưa các bạn? Đó, thì kiểu như là giữa bạn, thì cô bé này, thầy nói lại nha, Niemma, người mà có câu chuyện này đã thu hút thế giới, thì đã quyết định làm giữa bạn, đã quyết định giúp đỡ nhiều khác trong việc tìm kiếm gọi là những double gang ngược chính họ. Cụ thể con bé này nó làm gì đây? She set up a website. Cô ấy đã tạo một website nơi mà mọi người có thể cố gắng tìm kiếm được gọi là một cái anh em sinh đôi nào đó, bất kỳ nơi nào đó trên thế giới. Được chưa? Và so far là gì các bạn? So far là gì? Vậy là chỉ mấy đứa chứ so far các bạn học trong lớp 12 nhiều và trong thì hiện tại hoàn thành á. So far là gì mấy đứa? Cho đến đấy. Được chưa? Và cho đến đây. Và cho đến đây thì như nào các bạn? Cho đến đây như nào đây? Hơn 4 triệu người đã sa đất, đã sa đất là gì rồi? Để đăng ký. Được chưa? Rồi thầy nói lại nhớ các bạn. Thì đoạn 2 nó chủ yếu nói về gì đây? Đoạn 2 chủ yếu nói về gì? Đây chính là cái con nhỏ Niemma, nó đã tìm được bao nhiêu đó bởi nhiên của nó? Hơn 3 hả? 3. Và cụ thể con này, cái câu chuyện này của nó đã như thế nào đây? Nó ra viral trên YouTube. Và cụ thể là nó sẽ làm gì nữa? Nó lập là một trang web để giúp mọi người tìm kiếm đó bởi nhiên của chính họ. Rồi xong chưa? Đó, thì xử lý được cái này đó chính là câu 44 này. Đọc cho thầy coi theo đoạn văn. How many double gainers là giữ bạn giữ thầy coi. Là kiểu như là con Niemma nó đã tìm được bao nhiêu double gainers các bạn. Có dễ rồi, đếm thầy coi. 3 là xong. Ok. Rồi, tiếp tục. Đọc tiếp thầy. So why are we so fascinated by the idea of finding our double ganger? Hiểu đúng ra là gì các bạn? Tại sao chúng ta lại thích thú với cái việc tìm ra anh chị em anh chị em gọi là sinh đôi của mình? Được chứ? Rồi, nghiên cứu cho thấy rằng generally nhìn chung chúng ta lại gì các bạn? Tin tưởng vào những người mà có những cái feature như who sẽ là gì các bạn? Người mà có, chúng ta thường tin tưởng vào những người mà có những cái đặc điểm mà giống với chúng ta hơn là những người khác. Đúng không? Đó, tiếp tục. Historically gọi là kiểu như là theo lịch sử,
Được chưa? Đó. Gọi là cái việc này, cái điều này nó make sense. Trong hội bài thành dịch là theo lịch sử nữa. Thầy dịch lại là giữ vào. Mình sẽ dịch như thế nào? Historically. Thầy sẽ dịch đó chính là gì? Từ xưa tới giờ. Thì cái điều này nó make sense. Cái điều này là cái điều gì? Cái điều này là cái điều gì? Các bạn coi lại với thầy coi cái điều này là cái điều gì? Cái điều mà mình tìm kiếm người khác là không phải cái điều gì các bạn? Chúng ta tin vào những người mà giống mình. Được chưa? Đó. Rồi, thì kiểu như là từ xưa tới giờ thì cái điều này là nó make sense. Cái điều này nó như là bạn make sense, thầy nói rất nhiều. Make sense là gì? Hợp lý. Cái điều này nó hợp lý đó. Bởi vì sao bạn? Bởi vì những cái người, người mà resemble đó nói chứ. Những cái người, người mà giống chúng ta thì có thể, probably có thể họ là relative, họ có thể là ai đúng không? Họ hẹn chúng ta. Được chưa? Và vì vậy họ không phải là kẻ thù chúng ta. Cho nên chúng ta phải như nào các bạn? Dễ dàng tin tưởng hơn. Được chưa? Thì rõ ràng các bạn thấy người mà giống ta thì thường là ai các bạn? Họ hàng. Thì rõ ràng họ hàng người mà kiểu như mình có thể dễ dàng tin tưởng hơn. Được chưa? Và người ta cũng đưa ra một cái gọi là nghiên cứu là từ xa xưa tới giờ thì cái việc này là cái việc này nó hợp lý. Bởi vì chúng ta, người mà gọi là giống chúng ta, resemble nó chứ đó, người mà giống chúng ta thì có lẽ họ là những cái người họ hàng, người mà chúng ta kiểu như là tin tưởng. Và họ không phải là kẻ thù chúng ta. Though, tuy nhiên, hãy chịu các bạn, tuy nhiên, ngày nay you may have nothing in common with your doppelganger. Nhưng mà ngày nay có thể chúng ta lại không có bất kỳ nothing in common, chúng ta lại không có bất kỳ liên quan gì với gọi là cái bản sao chúng ta hơn là với hàng xóm hoặc là cái acquaintance. Dự đoán thầy chỉ acquaintance nha. Thầy nói lại nha, các bạn cứ nghĩ là cái doppelganger phải là người giống ý đúng chúng ta. Nhưng mà đôi khi người ta nói là gì? Chúng ta có thể lại không giống họ. Có thể là về ngoại hình thì giống, nhưng mà về giữa bằng tính cách, cảm xúc thì lại không giống nhau. Bên, thay vào đó thì mình có thể giống ai? Ông hàng xóm hoặc là cái acquaintance. Vậy acquaintance là gì? Chúng ta lại giống với một cái acquaintance. Vậy acquaintance là gì? Dự đoán như vậy nha. Câu A, lại giống với tình bạn. Câu C, câu B, understanding là danh từ như các bạn, cái sự hiểu nhau. Câu C, social contact, cái mối quan hệ xã hội. Và câu D, acceptance là sự chấp nhận. Các bạn nghĩ còn cái gì đây? Kiểu như là chúng ta sẽ về ngoại hình thì giống với đó một cái người, nhưng mà về tính cách thì chúng ta lại có thể giống với gọi là một cái người hàng xóm hoặc là một cái acquaintance. Acquaintance là một từ cũng phải em đến học thôi. Acquaintance đó chính là một cái mối quan hệ xã hội. Được chưa? Mối quan hệ xã hội nhưng mà nó không thân. Nhớ như thầy các bạn, mối quan hệ xã hội nhưng mà không thân. Ví dụ sau này mấy đứa đi làm á, mấy đứa quen biết người này, quen biết người kia, nhưng mà có thân không? Không, thì đó gọi là acquaintance. Biết mặt nhau, xã giao đó các bạn. Được chưa? Hoặc là mối quan hệ xã giao. Được chưa? Rồi đó là như vậy. Tiếp tục này, however, tuy nhiên nhiều doppelganger đã nói rằng họ cảm thấy họ là ai? Họ là ai? Doppelganger đó, thì những người doppelganger như giống nhau đó, thì họ cảm nhận được một cái sự connection, họ cảm nhận được một cái gì đó, một cái sự kết nối. Instant là một cái sự kết nối như nào? Chị instant là gì mấy đứa không biết gì thầy? Thầy từng dạy các bạn instant messaging chứ? Cái việc nhắn tin nhanh đó đúng không? Vì instant là gì các bạn? Nhắm hoặc là liếng đúng không? Thì kiểu như là tuy nhiên, tại sao người ta lại phải dùng từ tuy nhiên? Bởi tương phản, có thể nó tương phản với cái vế nào? Vế trước người ta nói là gì các bạn? Giống nhau về ngoại hình nhưng mà không giống nhau về có tính cách. Thay vào đó có thể mình giống nhau về tính cách, về gọi là người hàng xóm hoặc là cái acquaintance, những cái mối quan hệ xã giao. Tuy nhiên nhiều những cái người giữa bạn, tuy nhiên nhiều những cái người giống nhau thì họ lại cảm nhận được một sự kết nối liên tục, một sự kết nối liên, một cái sự kết nối kiểu như là ngay lập tức. Và họ share something more than just physical appearance. Thì họ chia sẻ cái gì, để chia sẻ không, trong hợp là gì là giữa bạn, họ có chung những cái một cái điều gì đó mà nó hơn là cái ngoại hình bên ngoài. Kịp chưa các bạn? Đó, còn cụ thể là ngoài cái ngoại hình thì có thể giống nhau về gì nữa, các bạn có chung cái về cảm xúc. Đúng không đó? Đó. Rồi, Lucia even gọi là Lucia thậm chí mô tả cái người lạ mà gọi là bản sao quấy là soulmate, là gì các bạn?
bạn tâm giao. Soul là tâm hồn đó các bạn. Soul mày là bạn tâm giao hoặc là thành gì đã tri kỷ. Được chưa? Đó thì soul mày thành gì tri kỷ. Con bé này nó còn mô tả kiểu như là cái người bạn lạ của cô ấy là tri kỷ. Được chưa? Rồi. But don't worry. Thầy lại em luôn á. Sao mấy đứa thầy ngộ ghê luôn quá trời. Rồi, nhưng mà đừng có lo lắng nếu mà bạn đã tìm kiếm và vẫn chưa tìm thấy cái người double cái người của mình. Bởi vì nó có thể đây, bởi vì nó có thể xảy ra khi mà mình ít mong chờ nhất. List phải ít đúng không bạn? Ít mong chờ nhất. Kiểu như là sau này mấy đứa đừng mong chờ là mình phải đi tự tìm kiếm. Có thể là sau này vô Sài Gòn họ đi đâu đó, mấy đứa vô đứng ngoài vô tình mấy đứa sẽ bắt gặp cái double cái người của mình. Được chưa các bạn? Đó, cho nên đoạn cuối nó đang nói về các bạn, đoạn cuối đang nói về cái gì đấy. Những người giống nhau thì có thể họ có sự tương quan về tính cách cảm xúc bên cạnh cái ngoại hình giống nhau. Được chứ? Rồi xong thì nói lại bài này đang nói về cái gì? Double ganger chắc chắn rồi. Ok. Thì cái tiêu đề phải có double ganger trong cái này. Người giống nhau, cô An. Bạn giống ai? Cô đuôi dưới lúc lái. Bạn giống ai? Ủa chẳng lẽ giống bố, giống hàng xóm nữa không? Cái bài không được. Được chứ? Cô B. Why it is hard to find your own double ganger? Tại sao nó khó để tìm kiếm gọi là cái double ganger mình? Cái bài này nhắm vào cái việc đó chính là cái việc tìm kiếm mà khó khăn không? Không, không xế. Cái sự kết nối giữa bạn và double cái người cũng ổn đúng không? Cô đê double cái người của bạn ở đâu? Con nào các bạn cảm thấy phù hợp nhất? Con nào? À, cô đê này. Where's your double cái người? Câu cuối người ta chốt lại là gì? Có thể bây giờ bạn đang tìm kiếm và vẫn chưa tìm thấy, nhưng mà đừng gọi lo lắng bởi vì sao bạn, bởi vì có thể trong tương lai bạn có thể tìm thấy trong cái lúc mà mình ít mong chờ kỳ vọng nhất. Cho nên câu này chính là tiêu đề Where's your double ganger. Câu C các bạn chọn thì này không có trách. Được chưa? Có thể là câu C thì nó cũng ổn các bạn. Được chưa? Có thể là lỗi một của thầy kiểu như là nó hơi bị sát, thầy tạo một cái tiêu đề nó hơi sát với cái bài, nhưng mà câu này tiêu đề của trong sách nó chính là Where's your double ganger. Ok ha. Rồi xử lý thầy câu 43. Thầy nói là acquaintance 42 là gì các bạn? Acquaintance là gì? Mối quan hệ xã giao là không có thân. Thầy chọn thầy có gì? Câu C social. Contact nhưng mà thứ hai hả? Contact cái thầy. Rồi câu 43 dòng nào dưới đây nó sai? Besides having similar physical look là gì đấy các bạn? Giờ thầy coi. Besides. Nhớ. Bên cạnh cái việc giống nhau về ngoại hình thì double ganger tend to có xu hướng là có cái sự kết nối về cảm xúc với nhau, đúng không? Đúng. Chỗ nào? Đoạn cuối đúng không các bạn? Rồi tiếp tục câu B. We typically là gì các bạn? Chúng ta typically, chúng ta thường đặt ít faith, bữa mới dạy một lần, niềm tin hy vọng. Chúng ta thường ít đặt niềm tin vào những cái người mà giống chúng ta, đúng hay sai? Chắc chắn là sai, bởi vì nãy nói chứ các bạn là chúng ta thường đặt nhiều niềm tin vào cái người mà chúng ta giống mình chứ. Chữ faith là nghĩa belief đó, niềm tin rồi, muốn nói chứ rồi. Đó rồi nha. Rồi bữa thầy nói bạn là thầy có một người bạn ở Nam Phi là có cái tên rất là, tên là faith và thầy rất là thích cái tên đó đó. Được chứ? À đúng rồi, thầy nhớ là có một cái bài mà có một con bé tên là faith trong cái bài gì mấy đứa mới nhớ không? Bài gì có con bé tên là faith, niềm tin. Một câu chuyện về niềm tin. Một câu chuyện và con bé tên là niềm tin rồi mấy đứa quên luôn. Đúng rồi, con bé mà bệnh sốt rét đó. Bệnh rồi đúng không? Sốt xuất huyết đó các bạn. Con bé tên Faith nhưng mà cuối cùng thì con bé hết bệnh, được chứ? Đó. Rồi câu C. Câu C của đây chắc chắn câu đúng nhưng mà phải đọc coi thử nó đúng như nào. Mọi người hiện nay có thể find the old, tự tìm double cái ngựa họ via thông qua cái website của Nia, đúng không? Đúng không bạn? Đúng. Bởi vì website của nó bây giờ là tới nay đã có gì đúng không? 4 triệu người đăng ký rồi, có thể tìm được mà. Câu D. You are likely to find là gì các bạn? Bạn có khả năng tìm thấy chính cái double ganger của mình nếu mà bạn cố gắng tìm kiếm một người, đúng không mấy đứa? Đúng. Chỗ nào? Đoạn cuối nè, khúc cuối nè, đừng lo lắng. Nếu mà bạn đang tìm kiếm mà bạn có tìm thấy thì có thể trong tương lai mình có thể tìm được. Nếu mà bạn cố gắng tìm, để kiếm bằng thì câu D là đúng. Ok. Rồi, bài đọc cuối cùng. Hả? Vậy câu C là sao? Ờ, câu gì sai các bạn? Câu B là sao?
Rồi, nghỉ ngơi xíu. Mày muốn nghỉ. Rồi bài tiếp theo sao mày ám ảnh dữ rồi. Rồi vô. Reading a book vô. Lẹ lẹ nè, tính thử. Reading a book, cái việc đọc một cuốn sách theo một cách, theo cái cách old fashion, theo cách gì các bạn? Cổ điển nữa. Lỗi thời, truyền thống, cổ lỗ sĩ. Tại nó lại, cái việc đọc một cuốn sách theo một cách truyền thống, cụ thể là gì? Holding an object, đây giữ bạn. Cầm một cái vật mà làm từ giấy, cụ thể là sách hay các bạn, đây là cách đọc truyền thống, thì nó là một cái trải nghiệm mang tính cảm xúc. Được chưa các bạn? Đó, sensors. Các bạn biết gì sen không? Sen là gì mấy đứa? Giác quán. Được chưa? Thì đây là tính tử. Nó liên quan đến chính là cảm xúc. Ok. Nó là trải nghiệm cho chúng ta những cái cảm xúc. Đó là gì như vậy các bạn ha. Tại nó là cái việc đọc cuốn sách thì nó là một cái cách truyền thống để cho chúng ta một cái trải nghiệm về cảm xúc. Đó là gì như vậy thôi. Book speak. Sách nó lên tiếng. Sách nó cho chúng ta thông tin. Phải dịch như vậy này. Thì sách nó là gì? Sách cho chúng ta thông tin. Những cái trang nó kiểu như là nó rụt rè, nó kiểu như nó kêu sột soạt. Lúc mà chúng ta kiểu như lập trang nó sẽ kêu sột soạt, kiểu nó sột vào họ. Được chưa? Những cái trang sách nó kêu sột soạt. Và chúng cũng có mùi. Đôi khi nó còn ngon nữa. Bởi vì nhờ, bởi vì tại sao nó có mùi? Bởi vì do những bạn previous owner. Bởi vì trước đó là những cuốn sách đó nó được sở hữu bởi những cái người chủ trước đó, previous là gì mấy đứa? Trước đó, được chưa? They smell, they là gì smell? They là gì? Sách những bạn. Sách cũng có mùi, đôi khi là có mùi cũng ngon nữa. Được chưa bạn? Rồi, và spice quick. Rồi, cụm này khỏi học, bỏ đi. Rồi, và so on. Rồi, rõ ràng đây là gì các bạn? Người ta bắt đầu người ta cho bạn những gì? Spice quick là kiểu như, spice kiểu như là cái giấy sách đó các bạn. Nó kiểu như gòn gòn nó gãy. Được chưa? Nó kiểu rụt gọt. Được chưa các bạn? Đó. Rồi thì các bạn rõ ràng là đang một cái trải nghiệm gì đây? Tại nó cái việc đọc sách cho chúng ta một trải nghiệm cảm xúc, nhiều giác quan. Cụ thể giác quan chỗ nào? Sách nó nói. Tiếp tục. Nó có mùi. Rồi gì nữa? Bay rustle là âm thanh. Rồi sau đó là spy creek, nó cũng là âm thanh luôn. Được chưa các bạn? Đó. Rồi. Và hơn thế nữa. And so on. In comparison with this traditional way of reading là gì các bạn? Comparison là cái việc gì đấy? So sánh. Khi mà so sánh với cái cách đọc truyền thống. Trời ơi, giờ mấy đứa biết comparison là cái gì luôn á hả? Comparison nó là danh từ của động từ compare. Compare là gì trời? So sánh. Và khi so sánh với cái cách đọc truyền thống này, cụ thể cái cách mà nó engaging. Engage là gì các bạn? Không, là chỉ engage. Đó chính là lôi cuốn hoặc tham gia. Lôi cuốn hoặc tham gia. Nhưng trong trường hợp này tham dịch là nó tham gia tất cả những cái giác quan mà dịch là giữ bằng. Cái cách đọc truyền thống là cách là giữ bằng. Nó làm gì những giác quan? Kết hợp những giác quan. Thì trong trường hợp này engage thầy dịch đó chính là kết hợp. Nhớ như mà engage thầy nhắc lại là giữ bằng. Thu hút, lôi cuốn hoặc là kết hợp. Thầy nói lại nha. Dịch cả lớp vậy là coi in comparison with. Không có việc so sánh, vậy là gì? Khi mà so sánh với cái cách đọc truyền thống này, cụ thể là cái cách mà nó kết hợp với tất cả những giác quan, thì cái việc gì các bạn? Thì cái text là gì? Thì cái việc đọc online, vậy như vậy cho ta nhanh gọn. Được chưa? Text là văn bản, download, tải, digital là gì các bạn? Kỹ thuật số. Bạn hiểu hôm nay là gì? Cái việc đọc sách như nào các bạn? Online, thì nó có thể dường như là tool. Dường như là tool, chắc chắn là dạy rất nhiều lần tool rồi, ai nhớ không? Chén. Được chưa? Đó. Nó convenient, nó tiện lợi, nhưng mà nó không có kết hợp tất cả những giác quan. Thì cụ thể cái việc nào mà nó không kết hợp những cái giác quan các bạn? Cái việc đọc sách online. Bởi vì đọc sách online là các bạn chỉ nhìn màn qua máy tính, nhiều khi là còn mở mắt nữa, các bạn chỉ đọc thôi, các bạn không nghe được âm thanh, các bạn không có không được gì hết trơn, các bạn chỉ nhìn thấy thôi. Còn khi mà các bạn đọc sách thì nó cho mình nhiều cảm xúc hơn. Các bạn lọc sách này, rồi sau đó các bạn kiểu như là nghe âm thanh, là các bạn uống ly cà phê, các bạn chill chill này, đúng không các bạn? Đó.
Rồi, thì cái bài này các bạn nghĩ nó đang bắt đầu làm gì? So sánh gì các bạn? Nó đang so sánh. Có thể nó đang so sánh đến chính là gì các bạn? Cái việc đọc sách online cũng như là cái việc đọc sách truyền thống. Ok chưa? Đó. Tiếp tục. Not until now. Nhưng mà ngày nay nó là một câu chuyện khác. Cụ thể câu chuyện khác là câu chuyện gì? Nãy giờ người ta đang chê cái gì các bạn? Đọc sách online. Bởi vì nó như đó các bạn, nó chán và nó không kết hợp với những giác quan. Nhưng mà ngày nay nó là câu chuyện khác. Chỉ như vậy thầy, not until now. Được chưa? Đã gì như vậy. Nhưng mà ngày nay nó là câu chuyện khác. Năm ngoái ở Mỹ, một cái nhóm investor, một nhóm gì các bạn? Nhà, không phải nhà phát minh đâu nha bạn, invest mà. Một nhóm nhà đầu tư đã launch, một nhóm nhà đầu tư đã gì các bạn? Đã phải khách hàng nữa, nó không khởi xướng nữa, đã gì các bạn? Để trình làng một cái ứng dụng có tên là Bootstrap. Đây là một cái như bạn, một cái technology, một cái công nghệ mới mà nó revolutionary, một công nghệ mới mang tính hiểu bạn. Revolution học trong năm rồi mà mới đúng. Cách mạng. Đề bên họ 2 năm trước nó đã ra từ này, bắt các bạn tìm từ đồng nghĩ đó. Là nó ra trong một bài dễ. Revolutionary là mang tính cách mạng. Thì đó là đây là một ứng dụng, một công nghệ mang tính cách mạng. That dramatically improves the e-reading experience. Cái công nghệ này nó làm gì các bạn? Mà nó giúp cải thiện một cách dramatically, nó giúp cải thiện một cách gì đây? Đáng kể cái trải nghiệm đọc e là đọc gì? Thầy có email là gì mấy đứa? Email là thư điện tử, chứ e này nó là electronic đó. Là cái việc đọc gì các bạn? Đọc điện tử là đọc gì? Đọc sách online đó, gì chứ gọi như vậy. Thì nó lại, thì cái ứng dụng này nó đang là một cái gì các bạn? Ứng dụng này nó đang là nó làm một cái gì? Dịch này thầy coi, cả lớp dịch thầy coi. Nó là một cái công nghệ mang tính đổi mới, công nghệ mang tính cách mạng, mà nó giúp làm gì đây? Cải thiện đáng kể trải nghiệm đọc sách online. How? Bằng cách nào đây? Bằng cái việc tạo ra một cái soundtrack, một cái âm thanh, một cái bản nhạc. Soundtrack là một cái bản nhạc cho những cái cuốn sách điện tử, bao gồm nhạc và những cái sound effect là gì? Hiệu ứng âm thanh. Các bạn giữa đó là gì? Là mình đọc sách trên mạng như mình như nào các bạn? Nó có thể có tiếng lọt sách nè rồi gì nữa. Rồi kiểu như là tới một khúc nào đó trong một câu chuyện đó thì nó có âm thanh luôn. Đó ví dụ như là các bạn có một cái kiểu như là các bạn đọc cái chiếc thuyền ngoài xa, thì tới cái lúc mà cái người đàn ông đánh vợ thì bạn sẽ nghe chớp bóp 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 bóp, rồi sau đó các bạn nghe văng vẳng đâu đó tiếng của đề cao đó như vậy. Mấy đứa biết đề cao hả? Đề cao là cái thằng dạo nay hot mà đánh vợ đó, không biết luôn hả? Đó chẳng vậy đó, thì đang thêm một số dữ âm thanh. Được chứ? Đó kiểu như lúc mà nghe tiếng chửi thì cũng nghe văn bản đâu đây, tiếng chửi của thầy. Đáng sợ. Đáng sợ luôn, ám ảnh luôn đó. Chán vậy. Rồi sau đó là gì? A character knocks on the door. Khi mà tới một khúc mà nhân vật gõ cửa thì mình sẽ nghe tiếng bang bang bang. Được chưa? Và khi kiểu như là đang kiểu như là bacon bacon là dữ bạn, thì xông khói. Và kiểu như là khi mà tới cái khúc mà cắt một nát thịt xông khói trong hoặc là kiểu như đặt một cái miếng thịt xông khói ở trên cái chảo, thì các bạn sẽ nghe tiếng được chưa? Xì xì xèo xèo. Và khi mà ai đó hút ai đó thì thôi khúc này bỏ qua đi, được chưa? Rồi, và and in between all of these buzz activity, và kiểu như là như vậy, đang xen là gì như vậy, ở giữa thì là gì, đang xen một chuỗi những hoạt động đó. Burst là cái gì? Sự bùng nổ. Nhưng mà trong hợp này là một cái chuỗi hoạt động. Thì như vậy các bạn ghi chú lên thầy, để bài này về nhà dịch thì các bạn biết được các bạn mong. Và đang xen với trong một cái chuỗi hoạt động đó thì chúng ta lại có những cái bạn sympathetic music, có những cái nhạc nó như các bạn, nhạc mà nó đồng cảm á, dịch nhạc như nhạc đồng cảm, dịch là nhạc như nào các bạn? Du dương đi. Được chứ? Nhạc nó truyền cảm hoặc là du dương, hoặc là có cái tiếng âm thanh của thời tiết như tiếng mưa rơi nè. Được chứ? Nếu mà nó là một hoạt động ngoài trời. Được chứ? Đó, thầy nhìn như vậy các bạn. Rồi, và bên cạnh đó còn những bạn, hoặc là có tiếng chim mà nó hót,
ở cuối đường, ở cuối vườn. Được chưa các bạn? Đó, thì đây là một số ví dụ của cái việc đó, chính là cái việc đọc sách mà có soundtrack. Nghe thú vị mấy đứa, thích không? Gặp mấy đứa có không? Có chứ. Đọc nó mệt hơn các bạn. À, kiểu như mấy đứa khỏi có đọc, mấy đứa kiểu như là mấy đứa sẽ nghe người ta đọc. Giống như đang kể chuyện luôn các bạn. Đợi chứ giống như kể chuyện ma vậy đó. Có mấy đứa không? Thầy rất thích kiểu như hồi xưa thầy không dám coi nha. Được chứ? Đó, không phải Quỳnh Lập đâu, có một cái bà nào đó. Cái bà gì đó? Ờ, Lan Thi á, đúng không? Bà đó. Kiểu như bà kể rất là cuốn các bạn. Sau đó bà cũng có những cái âm thanh này nọ kiểu. Thì nó giống như là podcast các bạn. Nó giống podcast chữ lành nữa mấy đứa. Đúng không? Podcast chữ lành thì người ta cũng kể. Cũng chiêu liên rồi đó. Đúng không? Đó là như vậy. Rồi, thì nó tiếp là như vậy. Thì đây là một, đó chính là người ta đang mô tả về cái hình thức mới này. Hình thức đó chính là gì các bạn? Đọc sách online nhưng mà nó lại kết hợp âm thanh. Rồi, tiếp tục. The American Launch thì gọi là cái việc trình làng của cái ứng dụng ở nước Mỹ này. Thì nó based on, thì nó gì các bạn? Based on là gì? Nó dựa trên cái cuốn sách Sherlock Holmes The Adventure of Speckled Band. Cái này cái tiêu đề, tựa sách thì khóa còn dịch. Cụ thể là nó lại cái sự phát hành của cái ứng dụng này, nó giữ bằng based on thì nói gì đây, nó dựa trên cái cuốn sách này. Và trong giữ bằng trong in trong cái gì đầu tiên, 10 tuần đầu tiên on sale được bán, thì cái cuốn sách này cụ thể trên mạng nó đã được tải hơn 100.000 lần. Được chưa? Rồi tiếp tục. Since then, kể từ đó đến nay thì nó đã được tải trong 99 quốc gia khắp thế giới, khắp nơi trên thế giới, và nó đã được review, nó đã được review, đã được giữ bản phản hồi tích cực ở trong press gì, ngành gì đấy các bạn, ngành báo chí. Vậy chỉ nó đã được tải là nó là cái gì? Là cuốn sách đó các bạn, cái cuốn sách Sherlock Holmes á, The Speckled Man đó các bạn, được chưa? Và nó được kiểu như là review, nó được gì các bạn, nó được review, nhắc lại là gì, phản hồi cách tích cực ở trong báo chí. Cụ thể là gì, người ta bắt đầu phản hồi là gì? Phenomenal, revolutionary, mang tính cách mạng. Đời sách mà không có soundtrack, những cuốn sách mà không có âm thanh thì nó có thể một ngày nào đó, nó cũng như đó các bạn, sách mà không có âm thanh một ngày nào đó nó cũng sẽ trở thành gọi là những cái bộ phim câm lỗi thời. Một bộ phim không âm thanh, các bạn có nghe gọi là phim không âm thanh không? Phim câm á. Phim câm kiểu như là phim gì các bạn? Tom and Jerry, người ta không hẳn Tom and Jerry, đôi khi cũng nghe tiếng nói. Cụ thể cái phim gì các bạn? Phim của gọi là cái ông kia gọi là vua hài của thế giới đó. À, sạc lô đó. Cũng gọi là một cái phim silent movie. Người ta không nói gì hết trơn, nghe tiếng động thôi. Được các bạn, gọi là một cái hình thức của silent movie. Đó, cho nên người ta nói là gì mới được? Sách mà không có âm thanh sau này nó cũng được xem là gọi là những cái bộ phim câm mà nó gọi là lỗi thời. Được chưa? Đó. Và người ta đó mô tả gọi là cái cuốn sách gọi là Sherlock Holmes này, đó chính là phenomenal. Chắc chắn đây là một từ nó mang tích cực thôi các bạn. Tích cực thì dự đoán này, phenomenal là gì đây? Câu A. Usual là gì? Thông thường. Câu B. Không thể quên được. Câu C. Tuyệt vời. Câu D. Khôn ngoan. Từ bạn nghĩ là gì? Người ta đang khen mà, người ta đang cảm thán mà, phải là gì? Không thể quên hay là tuyệt vời? Cái từ này là thầy từng dạy bạn trong năm rồi. Phenomenal nó xuất phát từ danh từ phenomenon là gì các bạn? Hiện tượng. Phenomenal là danh từ, là hiện tượng. Những cái hình phenomenal nó sẽ mang nghĩa đó chính là tuyệt vời, đỉnh cao. Được chưa các bạn? Thầy nhớ là năm ngoái, thầy lộn năm ngoái. Năm ngoái là có một hiện tượng của làng nhạc, đó chính là mấy đứa em trai Sơn Tùng. Mono, được chứ? Đó, thì Mono đã trở thành một hiện tượng nhạc hồi trước, cái bài kiểu như là Waiting for You đó. Được chưa các bạn ha? Rồi, thì nghĩa đen của nó là hiện tượng, cụ thể là những hiện tượng thời tiết. Được chưa các bạn? Hoặc là một hiện tượng nghỉ bóng, ví dụ như là hiện tượng ở trên mạng. Được chưa? Phenomenal giống hai từ này, nhưng mà tính từ phenomenal nó làm ăn nghĩa là gì các bạn? Tuyệt vời, tuyệt hảo. Ok các bạn ha, phenomenal. Ok. Rồi thì gọi là cái cuốn sách Sherlock Holmes này, như cụ thể cuốn sách này nó là cuốn sách có âm thanh, thì nó được nhận định là phenomenal và đánh giá rất cao. Ok. Rồi, tụng này.
The technology. Cái gì đây? Cái công nghệ thì nó entertaining. Cái công nghệ thì nó nhiều mà giải trí. Và nó rất là ấn tượng. Làm sao ở trên đời, làm sao, on earth chỉ nhấn mạnh thôi, đừng gì là trên trái đó. Làm sao có thể mà cái trang nó biết được, nó biết được gì đấy? Hiểu được này thầy các bạn. Which line of text our eyes are reading. Các bạn hiểu nó là gì? Làm sao trên đời mà nó lại có một ứng dụng, làm sao người ta biết, làm sao mà cái trang sách nó có thể biết được mình đang đọc đến cái dòng nào? Có được luôn, nhưng mà đứa nó có công nghệ đó luôn đó. Người ta quét cái mắt mình luôn đó, đúng không? Được chưa? Và dĩ bằng, và do đó, and therefore, và do đó, when to do the knocking on the door, và do đó, kiểu như là nó sẽ thực hiện được việc gì tiếp theo khi mà nó nghe được gọi là cái tiếng gõ cửa. Các bạn hiểu ta nói hay không? Kiểu như là nó có thể tiếp xúc được cái âm thanh bên ngoài luôn. Ví dụ như là có một cái tiếng gõ cửa bên ngoài thì tự động nó sẽ dừng. Bởi vì kiểu như là có người nào vô trong phòng thì kiểu có một người nào gián đoạn thì kiểu cái cuốn sách đó nó tự động nó ngắt luôn. Các bạn hiểu ta nói hay không? Để kiểu như là khiến cho người đọc khỏi bị bỏ lỡ cái câu chuyện. Hiểu không mấy đứa? Đó, cho thầy nói lại nha, làm sao trên đời mà cái ứng dụng đó nó lại biết được là mình đang đọc cái khúc nào? Cũng như là làm sao mà nó làm được, và nó làm được cái gì khi mà nó nghe một âm thanh gõ cửa bên ngoài? Được chưa các bạn? Đó. Và người ta nói tiếp, reading in this way, cái việc đọc theo cách này thì nó là một cái gì các bạn? Nó là một cái cách, một cái experience, nó là một cái gì các bạn? Một cái trải nghiệm cực kỳ engaging, cực kỳ các bạn, thu hút. Được chưa? Đó. Rồi, and I believe, và tôi tin rằng mỗi người đọc, người mà thích sử dụng cái trí tưởng tượng, there will be a reader who is grateful for the extra fun, là gì mấy đứa? Thì sẽ luôn có một cái người đọc, người mà sẽ kiểu như là luôn cảm thấy biết ơn về gọi là cái niềm vui mà được thêm vào. Được chưa các bạn? Đó, thầy nói lại nha. Kiểu như là một cái người đọc truyền thống thì họ sẽ cảm thấy grateful, họ sẽ cảm thấy thỏa mãn biết ơn hơn khi mà họ kiểu như có thêm một trải nghiệm mà thú vị hơn. Được chưa các bạn? Đó là như vậy. Kiểu như là gì các bạn? Cái gọi là cái ứng dụng này nó sẽ phù hợp cho ai? Phù hợp cho những người như nào? Không, nó rộng bài, em đừng có suy luận đúng không? Phù hợp cho ai? Nhìn như rộng bài á, trời ơi. Phù hợp với những người gì? Ờ, thích tưởng tượng, đúng rồi đó. Được chứ? Đó, người ta nói là gì? I believe that là gì? Tôi tin rằng là nó, cái cuốn sách này, cái ứng dụng này dành cho mọi người, những cái người mà thích gọi là sử dụng trí tưởng tượng. Được chứ? Và kiểu như là sẽ luôn có một cái người đọc, người mà sẽ cảm thấy biết ơn và cảm thấy thích thú, thỏa mãn khi mà trong quá trình họ đọc, họ có thêm một trải nghiệm thú vị. Extra fun là cái niềm vui mà thêm nữa bạn. Được chứ? Rồi, tiếp tục. But it's not just about having fun. Nhưng mà cái việc đọc như vậy á, nó không chỉ dừng ở mức vui. Đó, như vậy thầy nhé các bạn. Thầy nói lại, nhưng mà cái việc đọc như vậy nó không chỉ dừng ngay ở việc mà nó có thêm niềm vui. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì BookTrack, cái ứng dụng này nó đã gì các bạn? Nó đã làm gì các bạn? Nó đã thuê họ tuyển, nó sẽ đồng nghĩa từ nhà thuê tuyển các bạn. Employ, đúng không? Employ động từ mang nghĩa là thuê tuyển, nhưng mà hồi bữa đề thi của trường văn cho ra employ mang nghĩa là gì hả? Kiểu như là tận dụng các bạn. Được chứ? Đó, ok ha. Rồi, các bạn ghi chú giùm thầy, đó chính là cái từ employ nha mấy đứa. Employ ngoài mang nghĩa là thuê thì ai cũng mang, thì nó còn mang nghĩa đó chính là gì các bạn? Mình tận dụng. Được chứ? Tận dụng hoặc là dùng. Ví dụ như là dùng vũ lực này nọ kiểu để áp giải công tin chẳng vậy. Đó. Thầy có chính là động từ employ. Rồi, nhưng mà đôi khi các bạn sẽ nhầm lẫn với cái từ deploy. Deploy là dịch cái là triển khai. Được chưa? Hoặc là bố trí. Hoặc là cái này thường nó sẽ sử dụng trong quân đội, bày binh bố trận. Cũng được mà các bạn, bày binh. Đúng rồi, chính xác mà. Bày binh bố trận.
thì cái từ này có thể bị là triển khai hoặc bố trí quân sự, nhớ bà đó. Ví dụ như là tháng 5 vừa rồi nó có một cái sự kiện rất là quan trọng của nước chúng ta là gì các bạn? Chiến thắng Điện Biên Phủ mà 70 năm đó, thì nó có gọi là một cái buổi diễu hành mà những nơi đó và những xe tăng hoặc là những cái quân đội nó đã được điện phối, được triển khai, được bố trí ngay đó, có thể được thi ra như vậy. Lưu giúp thầy nha, phải không? Bày binh bố chặn, nghe đào tạo búa lớn quá ha. Rồi thầy nói lại như vậy, thì kiểu như là cái việc mà đọc như vậy á, thì nó không chỉ dừng ở gọi là cái mức là vui, bởi vì cái ứng dụng này nó còn thuê cái dịch vụ của gọi là cái ông Liel, một cái professor. Một professor là ai? Một giáo sư về truyền thông tại trường đại học New York, để look into bởi thầy nói các bạn để làm gì? Mày ơi, nhớ thầy đi, mấy đứa look into là gì đấy, học rồi mà, để điều tra nghiên cứu rồi chứ. Thì kiểu như là đã thuê cái ông này, một cái chuyên gia về communication, chuyên gia phải về giao tiếp đâu, nhưng mà communication là về truyền thông, một chuyên gia, một giáo sư về truyền thông tại trường đại học New York, để làm gì đó các bạn? Để nghiên cứu về những cái lợi ích về nhận thức, thông qua cái tính từ cognitive, một cái lợi ích về nhận thức. Hoặc là trí óc, trí tuệ, là trên cognitive, học này từ này nha. Và ông này cũng đã gọi là thuê một cái người giáo sư để nghiên cứu về cái lợi ích về nhận thức, về trí tuệ, về gọi là những cái lợi ích mà nó có liên quan đến cái việc đọc, mà nó gì đó bởi những cái yếu tố âm thanh. Chứ element thầy từng dạy các bạn rồi, yếu tố âm thanh. Thì các bạn như đó, như accompany, bữa thầy dạy các bạn từ accompany rồi đó. Chắc chắn trong một bài đọc cái từ accompany, cho nên thầy cố tình thầy gắn lại cái từ accompany, các bạn nhớ nổi không? Rồi không nhớ nổi luôn. Là gì, ai nhớ? Đồng hành, đi cùng, kết hợp cùng, đúng không mấy đứa? Học rồi, trong cái bài ở comedy nào đó, trong cái bài đọc nào đó thì có vậy, hiểu chưa? Rồi sau đó bữa thầy nhớ là nó mang nghĩa đó chính là đồng thời đó, xảy ra đồng thời đó các bạn. Rồi thầy nói lại, ở comedy thì có một số nghĩa đầu tiên là gì các bạn? Đồng hành, kết hợp, rồi gì nữa mấy đứa? Xảy ra cùng lúc, đồng thời nè. Hoặc là có thể trong một trường hợp đó chính là gì các bạn? Khi mà dắt con cái hoặc là cháu mà đi bơi đó, thì chắc là một đứa trẻ đó nó không phải được accompany bởi một người lớn, nó phải được với bạn dẫn dắt hoặc là được hộ tống bởi một người lớn. Rồi do đó động từ accompany, đi cùng đó các bạn, đồng hành đó. Rồi thì các bạn thầy nói là những các bạn, thì ông này, cái ứng dụng này đã thuê một cái giáo sư để làm gì các bạn? Nhắc lại, một giáo sư để làm gì? Nghiên cứu, mà điều tra nữa, để nghiên cứu về gì đây? Cái, những cái gì đấy, advantages, những cái lợi ích về nhận thức liên quan đến cái việc đọc, mà nó gì các bạn, mà nó kết hợp với những cái yếu tố audio, là những yếu tố về âm thanh. Được chưa? Thì có audio là gì các bạn? Âm thanh. Được chưa? Thì các bạn có thể xử lý được, thì accompany là gì các bạn? Kết hợp là đi cùng, thì có cái nào là kết hợp thôi? A combined, đúng không? Câu đề. Câu A, utilize gì? Tận dụng, sử dụng. Câu B, reject, từ chối. Câu C, get rid of, nó đồng nghĩa với dispose nãy mới nói đó, loại bỏ. Những cái từ này dạy hết rồi. Thì cái đoạn tiếp theo, người ta bắt đầu, người ta nói về vấn đề gì các bạn? Nói trả lời lại với thầy coi. Cái ứng dụng này bắt đầu làm gì? Thuê người để nghiên cứu những cái lợi ích về trí tuệ khi mà mình đọc mà nó có âm thanh đó. Và cụ thể người ta nói gì đây? Cái nghiên cứu đó đã phát hiện rằng khi mà người đọc sách mà có âm thanh, they not only, họ không chỉ thấy nó dễ để làm theo, hả? Không gì làm theo nữa, để follow, là để gì trong hộp mình đang đọc á, để như làm gì các bạn? Theo dõi, không phải chỉ theo dõi đó, để quan sát nữa các bạn, để theo được cái mạch truyện. Vậy như vậy các bạn, thì khi mà đọc sách mà có âm thanh thì gọi là người đọc, thì chữ tay đầu tiên nó đang là ai các bạn? Chữ tay đầu tiên đang là readers. Người đọc không chỉ thấy chúng là thấy gì? Sách. Không chỉ thấy sách, nó dễ để theo được cái mạch truyện hơn là gọi là những cái sách
căm là những cái sách gì các bạn, sách truyền thông, được chưa? Mà họ còn cảm thấy chúng dễ để nhớ nữa. Bởi vì sao các bạn? Một khi các bạn kết hợp âm thanh thì các bạn sẽ nhớ được à tình huống lúc đó nó như thế nào, âm thanh lúc đó nó như thế nào. Thì thấy chúng dễ nhớ thì chúng là gì? Chúng là gì các bạn? Là cái là mặt truyện hả? Trong là cũng tương đương với từ gì ở trong bài á. Các bạn tìm phía trước giùm thầy thôi là được rồi. Thấy chúng dễ dàng thì các bạn áp dụng cái mẹo thầy tôi chữ tên câu A. Thấy chúng dễ để nhớ sách được không? Câu B, thấy những cái element, thấy những cái element là những cái gì? Những yếu tố. Câu C, thấy những người đọc. Câu D, thấy những lợi ích. Chắc chắn là thấy gì các bạn, thấy gì dễ nhớ hơn? Mấy đứa thấy sách nó dễ nhớ hơn, dễ mà. Thì là chọn bút cho thầy là xong. Được chưa? Nhắc lại thầy chữ element là gì mấy đứa? Yếu tố. Và trong năm thầy dạy các bạn một cụm thành ngữ, đó chính là Insomers element là gì? Trong yếu tố của ai đó là như thế nào? Quên nữa rồi. In someone's element, đó chính là cái sở trường của ai đó. In someone's element, trong sở trường là sở trường của ai đó. Là cái gì đó mà ai đó, một cái thứ mà người đó thích. Được chưa? Cái thứ mà mọi người đó thích, ghi chú lại thầy nha. Something that someone enjoy, nó có thể ra trong phần tìm lộ, tìm tình trải nghiệm. Nếu mà trải nghiệm, các bạn sẽ trải nghiệm với gì? Cái gì đó mà người nào đó không thích, hoặc là cái gì đó mà người nào không giỏi. Từ chữ các bạn a close book, nhưng mà không để tin không bao giờ cho các bạn một câu thành ngữ mà nó trái nghiệm câu thành ngữ đâu. Được chưa mấy đứa? Đó, nhớ em thầy. Rất là dở dang nha quý vị. Năm nào cũng vậy mà chưa có năm nào ra hết trơn á, thì có thể năm nay ra nha. Rồi thì ta nói lại nha, thì cái đoạn này nó đang nói về cái lợi ích của cái việc là đọc sách bằng âm thanh. Cụ thể nó cho mình những lợi ích gì? Nó cho mình lợi ích về nhận thức. Thầy có đó chính là từ gì nhận thức các bạn? Cognitive. Cụ thể nó còn là giúp gì nữa các bạn? Giúp cho người đọc là như thế nào đây? Giúp cho người đọc như thế nào? Các bạn? Ủa trả lời chứ mấy cụ vậy, thầy đang dịch cho các bạn hết rồi mà. Trả lời thầy coi. Học hành cái kiểu gì vậy? Trả lời lại coi, đừng để thầy bực nha. 12 giờ về đó. Thầy đã giải thích tốt như vậy rồi.